Hello everyone. Mr. Guy, you can start the webinar now. It is started and we are live. Thank you. Hello, Mr. Guy, you want to start our webinar right now? Sure, thank you. I'd like to welcome everyone to this important webinar where we'll talk a little bit about the futures of the families and futures of students who will be attending school in the United States and then looking for opportunities in America thereafter. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn ngày hôm nay đã dành thời gian tham dự buổi hội thảo trực tuyến của chúng tôi với chủ đề là Coming to the US Series. Ngày hôm nay chúng tôi trình bày về nội dung Education System in the US, hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. Ông Kai Boy xin chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã dành thời gian tham dự buổi hội thảo trực tuyến lần này. My name is Kai Boyle. I'm Vice President with CMB Regional Centers. And I'd like again to welcome everyone and thank you for joining us here virtually during the COVID-19 pandemic. I would prefer to be in Vietnam with all of you there. However, situation in the world health situation being the way it is, we have to be enjoying our time together virtually. Thứ nhất thì tên của tôi là Kai Boy, phó chủ tịch của trung tâm vùng CMB. Thì cảm ơn anh tất cả các bạn và các anh chị trong cái thời điểm và dịch bệnh khắp nơi trên toàn cầu. Cũng mong cho tất cả các anh chị và các bạn sức khỏe. Và tôi rất là mong muốn là có mặt tại Việt Nam, gặp trực tiếp với quý anh chị để chia sẻ tất cả các thông tin mà anh chị quan tâm. Thì chúng ta có mặt với nhau ngày hôm nay trực tuyến, thì tôi cũng mong đợi là hỗ trợ các anh chị. I'd like to thank APUS, our partner in Vietnam, for being with us here today and being the experts when it comes to education of students, placement of students, and guidance on the appropriate universities and college, and they're going to talk about some very interesting information on that aspect. CMB, we're going to talk about what happens after school for the children and for the families. When the children come out of university and they're looking for work, it's nice to have that path already decided so that they can move and transition in their lives from education into the opportunities that will await them. And those opportunities will be exciting, and there will be many in America. So it's time to turn the webinar over to our hosts and to our guests and to all of you. So thank you for being here today. Trước hết thì chúng tôi xin hết sức cảm ơn đối tác của chúng tôi APUS đã dành thời gian tham dự hội thảo này của chúng tôi và chia sẻ những thông tin về giáo dục. Thứ hai nữa là trong buổi hội thảo ngày hôm nay, và thưa các anh chị, là chúng tôi sẽ chia sẻ hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ từ cấp bậc kindergarten, cấp bậc mẫu giáo 5 tuổi cho tới phổ thông và sau đó là sau đại học. Ngoài ra chúng tôi cũng chia sẻ cơ hội đầu tư EB5 từ trung tâm vùng CMB. Xin cảm ơn. Thank you, and I bid you adieu, Camon, and have a good webinar. Thank you, Mr. Guy, very much for your sharing. Thank you, Camon. Thưa các bạn, cảm ơn một lần nữa và đã dành thời gian tham dự hội thảo lần này. Thì có một chút trục trặc lúc mà mình đăng nhập. Thì có lẽ mình sẽ chờ thêm một vài anh chị nữa ạ.
Thì để tôi xin bắt đầu với các phần giới thiệu thông tin về nội dung của buổi hội thảo ngày hôm nay. Dạ, trước hết thì tôi tên Hồng, các bạn cũng các anh chị và các bạn được biết thường biết đến với tên là Lucy Trần. Tôi là đại diện trung tâm vùng CMB tại thị trường Việt Nam, thuộc công ty CMB Swissco. CMB là một trong những đơn vị trung tâm vùng lâu đời nhất được thành lập, và hiện tại chúng tôi vẫn có hai dự án đang huy động tại trên tất cả các thị trường và tại Việt Nam. Thì trong hơn 23 năm hỗ trợ rất là nhiều gia đình từ khắp nơi trên thế giới để mà hoàn thành ước mơ, giấc mơ định cư tại Hoa Kỳ, thì CMB đã thành công với tỷ lệ là 100% về mặt dự án. Hiện nay chúng tôi có 4.900 gia đình đã được chấp thuận đơn I-526. Khi mà trao đổi với khách hàng của chúng tôi thì hơn 90% cho biết là lý do mà họ chọn Hoa Kỳ làm điểm đến là vì nền giáo dục rất là ưu việt nơi đây, anh chị. Họ muốn chọn một nơi tốt nhất cho con mình để họ con cái có thể phát triển toàn diện về bản thân và họ có thể phát triển sự nghiệp trong điều kiện tốt nhất. Cho nên CMB đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến ngày hôm nay với các chuyên gia mời từ công ty APUS, đơn vị cung cấp các giải pháp du học Mỹ hiệu quả và dựa vào khả năng phát triển đường dài của mỗi em học sinh. Ngày hôm nay diễn giả của chúng tôi gồm có thứ nhất là chị Phượng Đoàn. Yeah. Xin mời chị Phượng Đoàn. Chị Phượng Đoàn là sáng lập và vận hành APUS. Chị nhận học bổng lãnh đạo trẻ Việt Nam theo học chương trình thạc sĩ quản lý hành chính công hàng đầu của Đại học Indiana ở Bloomington. Sau khi tốt nghiệp, chị Phượng tham gia vào dự án của nhóm giáo sư Đại học Northwestern chuyên nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực cho các công ty tại Việt Nam. Thời gian học tập và làm việc ở Mỹ, chị có cơ hội tiếp xúc với sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế. Gọi này thôi thúc chị lập ra những dự án giáo dục và phát triển nhân lực giúp người Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường việc làm toàn cầu. Thì từ năm 2013, chị sáng lập và điều hành tổ chức giáo dục APUS, chuyên khai thác vấn đề về nghề nghiệp và tư vấn lộ trình nộp hồ sơ đại học Mỹ cho học sinh quốc tế. Ngoài công việc chính, chị là đồng sáng lập hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ, AVSPUS, mạng lưới chuyên gia Việt tại Mỹ, VNPN, và rất nhiều tổ chức uy tín hỗ trợ người Việt tại Hoa Kỳ. Diễn giả thứ hai của chúng tôi ngày hôm nay là chị Trang Trần Tracy Greenfield. Chị Trang hiện dạ xin chào. Chị Trang đang là giáo viên toán. Chị Trang đang là giáo viên toàn thời gian tại ba trường đại học ở Mỹ. Chị Trang là gifted facilitator, có thể hiểu là giáo viên lớp chuyên. Ngoài ra chị còn là Regional Coordinator Special Education Service, điều phối viên khu vực cho học sinh năng khiếu. Chị còn là Math Instructor, giáo viên toán từ cấp bậc mẫu giáo cho đến hết lớp 12. Chị Trang tốt nghiệp Đại học Khoa Kế Toán tại Đại học Colorado State University. Sau đó chị chuyển sang học thạc sĩ khoa học xã hội về giảng dạy ở Đại học Columbus State University. Trong giai đoạn giảng dạy thì chị Trang có học tiếp lên Specialist Degree in Talented, Gifted and Creative Education, là chuyên gia về giáo dục tài năng, sáng tạo, chuyên biệt tại Đại học Arkansas University. Hiện nay thì chị Trang cũng đang theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Georgia. Kinh nghiệm giảng dạy của chị Trang thì từ bậc tiểu học cho đến đại học tại tiểu bang Georgia, cả mô hình truyền thống và cả học online. Diễn giả thứ ba của chúng ta ngày hôm nay là chị Ngô Diệu Hiền. Xin chào. Chị Ngô Diệu Hiền là chuyên viên phân tích tài chính đầu tư của tập đoàn CMB, một trong những trung tâm vùng lâu đời nhất
thành công nhất về chuyên về thẩm định và thực hiện các dự án đầu tư EB5. 7 năm kinh nghiệm làm việc trong đội phát triển dự án, chị Huyền tham gia thẩm định và phát triển các dự án đầu tư EB5, phụ trách phát triển thị trường Việt Nam, tư vấn các nhà đầu tư tìm hiểu thông tin về chương trình EB5 và dự án của trung tâm vùng CMB. Trước khi công tác tại CMB, chị Huyền đã làm việc cho tập đoàn viễn thông di động Motorola Việt Nam, bộ phận điện thoại di động. Chị Huyền cũng có đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong việc phát triển hoạt động kinh doanh, hoạt động bán hàng. Chị Huyền tốt nghiệp chuyên ngành trường Hà Nội Amsterdam, là cử nhân kinh tế đại học ngoại thương Hà Nội và là thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA. Ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ trước hết là hệ thống giáo dục phổ thông từ 5 tuổi đến 18 tuổi, sau đó là giáo dục đại học, nộp đơn vào Đại học Mỹ như thế nào, quy trình nộp hồ sơ vào Đại học Mỹ như thế nào, lựa chọn đầu tư EB5 sẽ có ảnh hưởng gì đến quyết định này. Sau đó thì chúng tôi cũng giới thiệu về trung tâm vùng CMB, dự án hiện tại của chúng tôi. Để bắt đầu nội dung của buổi hội thảo thì xin mời chị JC chia sẻ thêm chi tiết về hệ thống giáo dục K-12 của Hoa Kỳ ạ. Xin chào tất cả mọi người. Các bạn có nghe được không ạ? Có ạ. Ok. Well, rất là cảm ơn CMB đã mời mình tham dự vào buổi tọa đàm hôm nay, với mong muốn là muốn chia sẻ với tất cả mọi người về những cái gì, những cái kinh nghiệm mà tôi đã biết trong quá trình sinh sống và làm việc ở đây về hệ thống giáo dục. Thì tôi cũng biết là vấn đề quan tâm có lẽ là quan trọng nhất đối với tất cả các bậc phụ huynh là vấn đề giáo dục cho con cái, nhất là sinh ra thì là từ bậc tiểu học, từ bậc phổ thông, từ bậc K tức là 5 tuổi đến trình độ hết cấp 3. Thì Lucy muốn mình chia sẻ và chú trọng một phần nào nhất trước tiên trước khi mình trả lời các câu hỏi cụ thể. Nếu được thì mời chị chia sẻ từ cấp 1, tức là lớp 1 ở bên Việt Nam, 6 tuổi cho đến hết cấp 3, lớp 5 ở bên. Dạ, đến hết cấp 3 tiểu luôn. Học dạ. Trước, đúng rồi. Tiểu học tiên, rồi, dạ. Thì tùy theo từng vùng, tùy theo từng địa bang, từ tiểu bang, nước Mỹ thì rất là rộng lớn. Nhưng mà hầu hết thì là học sinh tiểu học có thể bắt đầu là từ lớp 4 tuổi đã có thể là được nhập học tiểu học rồi. Thì cái lớp 4 tuổi gọi là pre-K. Cái này thì thường tùy theo tiểu bang tiền nhỏ, nhưng mà có khả năng tức là học sinh sang có thể vào chung trường với trường tiểu học từ lớp 4 tuổi. Đến 5 tuổi thì chắc chắn là đã vào cùng trường với trường tiểu học rồi, gọi là kindergarten, tức là cái lớp tiền tiểu học. Trước khi vào lớp 1 thì là các bé bắt đầu đi học từ lúc 5 tuổi, thì cái đó là hoàn toàn miễn phí ở tất cả đâu mà phụ huynh đến trên nước Mỹ. Thì sau 9, nếu mà các em bé mà sinh sau tháng 9 ấy, thì là sẽ phải chờ đến năm sau. Tại vì ở đây là họ không tính theo cái năm sinh mà tính theo tháng cut off. Tức là nếu mà bé sinh trước tháng 9 trước khi vào năm học thì sẽ vào tham gia vào cái năm học đó của bậc tiểu học. Mà nếu sinh sau tháng 9 thì sẽ phải chờ một năm nữa. Thì cái đó là phụ huynh cũng chú ý để tính toán cho cụ thể. Thì từ 5 tuổi kindergarten là vào bậc tiểu học hoàn toàn miễn phí. Sau đó thì có thể đến hết lớp 4 là hết bậc tiểu học ở một số tiểu bang, một số vùng. Nhưng mà hầu hết thì là hết lớp 5 thì là hết bậc tiểu học. Nhấn mạnh thêm tức là tất cả mọi cái chi phí học hành ở bậc phổ thông từ lớp 5 tuổi đến hết lớp 12, trừ khi là các bậc phụ huynh đi tìm theo cái diện trường tư, chứ còn nếu mà theo hệ thống trường công thì hoàn toàn tất cả mọi thứ đều là miễn phí. Trong cái miễn phí này thì bao gồm những cái gì? Đó là tùy theo thu nhập của gia đình thì có thể được miễn phí tất cả đồ ăn trưa của con. Cái đấy gọi là cái chương trình free lunch.
thì các con có thể đăng ký tham gia vào cả như vậy, có thể ăn sáng, ăn trưa ở trường. Thế còn về tất cả mọi chi phí sách vở học hành thì hoàn toàn là miễn phí, cung cấp một phần tiền quỹ là từ tiểu bang và một phần nữa là từ liên bang để trang trải tất cả mọi chi phí như vậy. Thì cái đó ấy, thực ra mà nói ra thì là trong một cái khoản đầu tư về lâu dài, nếu mà so sánh, nếu như mà ở Việt Nam mà cho con học trường tư chẳng hạn 10 đến 20 ngàn tiền lệ phí để đi học trường quốc tế, mà so sánh với cái việc nhận được hệ thống với lại cái chi phí giáo dục ở Hoa Kỳ, thì cái việc đó mình nghĩ đó là một cái rất là đơn giản để mà so sánh và để tính toán, thì cũng mình cũng tự biết tức là cái giá trị nó rất là khác biệt là như vậy. Thế còn thêm nữa, ngoài cái việc về các bậc học middle school, tức là như kiểu ở Việt Nam học cấp 2 thì thường là từ lớp 6 đến lớp 8 hoặc lớp 6 đến lớp 9, cũng lại theo từng vùng. Thì một lát nữa nếu mà Lucy mình muốn mình miêu tả thêm cụ thể xem cái cấp 2 ở bên này khác biệt hoặc là có cái gì đặc biệt hơn so với Việt Nam thì mình cũng sẽ nói thêm về phần đó. Còn high school, tức là về cấp 3 rồi, thì lại rất là khác biệt hơn so với Việt Nam nữa. Vì ở đây họ phân loại về cái hệ thống cho học sinh học từ việc học nghề đến tất cả cái định hướng cho college, cho đại học thì nó cũng tương đối là khác. Mình cũng đã đề cập thêm đến cái free service, tức là những cái gì miễn phí cho các bé đến trường từ trong bậc phổ thông từ K 5 tuổi đến hết cấp 3. Thì ngoài cái việc là hệ thống giáo dục chung là miễn phí thì có thêm nữa là cả các cái dịch vụ cho học sinh khi mới sang, khi tiếng Anh chưa được rõ ràng và chưa được tốt ấy, thì là cũng có những chương trình và có giáo viên hỗ trợ thêm. Ngoài cái việc học chính thì cũng sẽ có thêm một lớp khoảng 50 phút mỗi ngày cho các bé để tập trung thêm vào cái phần tiếng Anh học thuật. Và như mình làm việc nữa thì là có cả cái mảng cho học sinh chuyên và tài năng, thì cái đó gọi là GEP, Gifted Education Program. Nhiều người ở Việt Nam hoặc là kể cả ở đây thì các phụ huynh cũng không biết đến nhiều, thì có thêm cả các cái mảng dịch vụ IEP và File 4, 504. Thì hai cái mảng này là để phục vụ cho những học sinh bị khiếm khuyết, tức là không đủ khả năng học tập với các bạn ở trong nhóm chung, hoặc là bị thiểu năng về một cái vấn đề nào đó, thì những cái dịch vụ như thế hệ thống giáo dục công của Mỹ cũng cung cấp hoàn toàn miễn phí. Một ví dụ rất là nhanh và nhỏ, ví dụ như là có một em bé bị tiểu đường chẳng hạn, học sinh bị tiểu đường mà cần phải tiêm cái insulin hàng ngày, nếu mà em bé đấy vẫn chưa đủ khả năng để tự làm thì cái trường ở cái khu học ở học khu đó còn phải thuê cả một y tá có mặt ở trường trong cái thời điểm khi mà em học sinh đó cần phải tiêm thêm insulin để giúp đỡ cho em bé như vậy. Thì tất cả những cái đó là điều miễn phí và được bảo vệ bởi luật pháp của Mỹ ở bên này. Ngoài ra thì còn những cái việc khác như McKinney Vento, tức là học sinh nếu mà chưa có một cái địa chỉ cụ thể nào ở Mỹ chẳng hạn thì được xếp vào như kiểu dạng là vô gia cư, tức là nếu mà ở chung với họ hàng hay ai đó mà chưa được, nói tóm lại như kiểu chưa được đăng ký nhập hộ khẩu chẳng hạn, thì học sinh đó cũng sẽ được giải quyết để nhập học rất là nhanh chóng. Tức là nói tóm lại thì luật ở bên này là không để một ai đó bị thất học, nói chung một cách cụ thể là như vậy. Thì đó là về cái hệ thống chung sẽ giống nhau ở tất cả mọi tiểu bang ở mọi học khu trên toàn nước Mỹ, vì nó đã được bảo vệ bởi luật pháp của liên bang. Đó là những cái dịch vụ mà học sinh được nhận. Ngoài ra rất là ngắn gọn trong các cái loại trường, trong tất cả những cái dịch vụ và các cái mẫu trường ở Mỹ thì nó cũng có nhiều dạng khác nhau về cái cách vận hành và nội dung dạy dỗ. Thế nhưng mà một cách nhìn chung ở tất cả 50 tiểu bang ấy, thì cũng có những cái dạng trường giáo dục công. Thì ngoài public school là trường chung thì cũng có một dạng như là trường bán công ấy, thì là gọi là charter school. Những trường bán công này thì một phần kinh phí là của tiểu bang, còn một phần khác là của một có thể là các công ty nào đó đầu tư hoặc có một mạnh thường quân nào đó mở trường vì mục đích giáo dục chứ cũng không phải vì lợi nhuận.
Đôi khi là gia đình phải trả thêm một phần chi phí, có thể là để mua một chương trình đặc biệt nào đó để cho học sinh, ví dụ như robotics, nếu mà trường đấy chuyên môn về về kỹ thuật và robot chẳng hạn, thì bố mẹ và phụ huynh sẽ phải đóng thêm một phần chi phí cho như trông như vậy, nhưng mà cũng rất là nhỏ thôi. Mà hầu hết là charter school, là những trường bán công như thế này, cũng là dạng miễn phí. Thì những trường như này học sinh cũng vẫn phải thi tất cả những cái chương trình mà tiểu bang yêu cầu. Thế nhưng mà không phải theo những cái quy định về ngày nghỉ, hoặc là những khi mà thuê giáo viên thì không phải phải được duyệt qua cái học sở của khu vực. Còn một dạng khác gọi là trường magnet. Đây là một cái mô hình trường giống rất là giống như trường chuyên của Việt Nam. Magnet school là mở ra không theo vùng, tức là học sinh ở đâu cũng có thể đăng ký tham gia để thi để mới được vào. Thì mỗi một trường magnet như thế này thường là có những cái chú trọng riêng. Có thể một trường là chú trọng vào việc cho các con theo cái ngành communication, hoặc là theo IT, technology, hoặc là math, hoặc medical. Thì nó phân luồng học sinh như thế này, thường là từ cấp 2 là có những cái mô hình trường như thế này, và rất là phổ biến về trên đến cấp 3. Đến cấp 3 thì hầu hết tất cả các trường đều có cái phân luồng như thế này. Thế còn một cái phổ biến nhất về public school, tức là cái trường công, thì là cũng như ở Việt Nam vậy, theo zone, tức là nếu mà gia đình ở đâu thì phải đăng ký con đến đó. Nếu mà không chọn, hoặc là nếu con không đạt tiêu chuẩn để thi vào những cái trường chuyên chẳng hạn, thì cái việc như thế này rất là quan trọng. Nếu mà ở quyết định trước khi đến đâu, thì cái điều này cũng là một cái vấn đề mà phụ huynh nên chú ý. Những cái zone như thế này thì tùy theo khu vực có trường tốt và trường xấu. Nó rất là phụ thuộc nhiều vào income của từng gia đình. Tức là nếu mà khu gia đình, nói một cách rất là cụ thể đi, có nhiều gia đình mà học vấn cao chẳng hạn, thu nhập cao, thì sẽ mua nhà ở những cái khu giá trị cao hơn một chút, thì trường ở những cái zone như thế này thường là tốt hơn. Thế nên là đó là một số những cái vấn đề mà cần chú ý trước khi quyết định là sẽ ở đâu và mua nhà ở đâu. Còn về phần đến cấp 3 ấy, đến cấp 3 thì cái cấp 1, cấp 2 thì tất cả các bé đã đi học rồi thì sẽ tốt nghiệp, chứ không có thi tốt nghiệp cấp 1, cấp 2. Như đến cấp 3 thì cũng không phải thi tốt nghiệp cấp 3, mà khi học đủ tín chỉ thì là các học sinh sẽ tốt nghiệp. Thì cái vấn đề tín chỉ, bao nhiêu tín chỉ và học như thế nào thì nó sẽ phụ thuộc, nó sẽ khác biệt ở nhiều nhiều học khu. Nhưng mà thường là cần khoảng 24 đến 30 tín chỉ cho những tiểu bang mà học cái lớp đó cả một năm, thì thường cũng là mất đến 4 năm cho học sinh tốt nghiệp cấp 3. Cấp 3 thường tính từ lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12. Cũng có những tiểu bang khác nhau như kiểu như ở Kansas hoặc Arkansas, thì là cứ một nửa năm họ tính thành một tín chỉ. Nên là đôi khi các bạn nghe thấy học sinh cần đến 60 đến 65 tín chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 là vì như vậy. Còn về môi trường giáo dục và tất cả mọi thứ thì nó cũng lại khác nhau như mình đã đề cập phía trên. Nó phụ thuộc rất nhiều vào cái trường mà các bạn cho con đến học. Có thể trường tốt, trường xấu, môi trường giáo dục sẽ rất là khác nhau, và kể cả là cái thành phần học sinh nữa. Thực ra là cũng có rất là nhiều trường công của Mỹ, nhưng mà khi vào thì có khi đến 80% là học sinh châu Á chẳng hạn, hoặc là có đến 70-80% là học sinh đa sắc tộc hoặc da màu. Thì những cái đó thì cái môi trường nó rất là khác nhau, nên cũng không thể nói được một cách rất là chung chung được. Thì khi đó các bạn đến tận nơi phải xem xét cụ thể, nhưng mà cái đó cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng để cân nhắc trước khi là đăng ký cho con nhập học ở đâu. Tối quan trọng luôn, tại vì môi trường rất là quan trọng cho học sinh lúc mà đi học, rồi thì có bạn bè và cả giáo viên nữa. Thì là trong cái trang tiếp theo mình cũng đã liệt kê một số những cái nguồn tài liệu, những cái địa chỉ để tham khảo để cho bố mẹ có thể cân nhắc và tìm hiểu thêm cách đánh giá trường như thế nào, những cái nhận xét về trường ra sao, và chương trình học, rồi các cái điều kiện để cho các con
tốt nghiệp cấp 2, à, tốt nghiệp cấp 3 như thế nào tùy từng tiểu bang, thì tất cả những tài liệu đó hy vọng là Lucy sẽ chia sẻ với các phụ huynh và các quý vị ở đây sau buổi hội thảo thì sẽ có một cái nhìn cụ thể hơn. Còn đó là một cái tổng quan mà mình muốn chia sẻ bước đầu trong tất cả các cái bậc học từ tiểu học, từ bậc K đến hết cấp 3. Vâng chị. À, thì cái phần vừa rồi chị chia sẻ là của hết từ cấp 1 cho đến cấp 3 của Hoa Kỳ đúng không ạ? Dạ đúng, thì đó là cái nhìn tổng quan là từ cấp 1 đến hết cấp 3 đó. Vâng. Và còn phần này Lucy muốn mình chia sẻ thêm một cái cụ thể nữa là trước khi mà nhập học vào trường công của Mỹ thì cần những gì? Lucy có muốn mình chia sẻ phần này luôn hay là để Phượng nói tiếp về phần đại học trước hay là cứ cover hết? Chị có thể nói luôn cái phần này được không mà chị sơ lược thôi, tại vì sẽ có những cái câu hỏi của anh chị. Dạ vâng, thì giả sử như là gia đình mới đến Mỹ chẳng hạn thì bắt đầu từ đâu để đăng ký cho con đi học chẳng hạn? Thì cái vấn đề đó cũng rất là đơn giản. Như mình đã nói, tức là giáo dục công ở Mỹ là hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người. Thực ra kể cả những người nhập cư trái phép cũng được cho con nhập học. Thì đó là một cái, cũng không phải là bí mật nhưng mà cũng không phải là ai cũng biết. Thì nếu mà khi đến đây đôi khi nhiều phụ huynh lo lắng là tôi thiếu cái giấy tờ này hay là cần một cái gì đó mới đưa con đi nhập học được. Nhưng mà thực ra thì cái đó cũng không phải là một vấn đề lớn. Nếu các bé vẫn trong độ tuổi đi học, vẫn trong độ tuổi đến trường, thì đây là chưa nói đến chuyện chọn trường. Nếu mà chọn trường thì phải đến đúng thời điểm. Giả sử như là để vào được trường chuyên chẳng hạn thì phải đến đúng thời điểm để đăng ký cho con thi. Chứ mình cũng không chen ngang được. Nhưng mà nếu mà chỉ đăng ký vào một trường công nào đó, thì khi mà con đến thì mình cũng mang tất cả hồ sơ và giấy tờ của con chẳng hạn. Không cần phải có cái chứng minh, ở đây gọi là social security number, tức là cái số an sinh xã hội, thì cũng không cần phải có cái đó, cũng không cần cả giấy khai sinh nữa. Nếu mà khi con đến, nếu mà có thì tốt, mà nếu không thì theo luật nhà trường cũng không được phép yêu cầu phụ huynh phải nộp số an sinh xã hội và không cần phải nộp giấy chứng minh giấy khai sinh của con để cho con nhập học. Cái đó thì phụ huynh đến chỉ cần phải nộp một cái giấy tờ tùy thân gì đó cho họ kiểm tra, tức là mình là người giám hộ hợp pháp của con đến trường hoặc là đến học khu đăng ký và khai địa chỉ của mình là ở đâu như vậy. Sau đó thì họ sẽ cho con kiểm tra để xếp lớp hoặc là tùy theo độ tuổi để xếp con vào cái lớp phù hợp. Thì cái việc này có thể làm bất cứ thời điểm nào trong năm học. Và đây mình đang nói là ở cái trường mà trong cái khu mà mình ở, tức là theo đúng luồng, đúng tuyến. Ngoài ra thì như mình cũng đã đề cập thêm, tất cả các cái dịch vụ khác mà cũng miễn phí cho con nữa thì mình cũng có thể yêu cầu. Giả sử như nếu mà học sinh bị khiếm khuyết một cái vấn đề nào đó chẳng hạn mà không có đủ khả năng để theo học cùng với cái nhóm chính thì cũng có thể yêu cầu có bác sĩ, có các chuyên gia tâm lý để làm việc với con, sau đó rồi sẽ quyết định xem là con sẽ nên hoặc là sẽ được nhận những cái dịch vụ giáo dục như thế nào. Thì là từ tự kỷ này, hoặc là từ có vấn đề đọc, hoặc là bị bất cứ có vấn đề gì về y tế hay sức khỏe chẳng hạn, thì những cái đó sẽ được cân nhắc. Và tóm lại là những cái đó là hoàn toàn miễn phí. Tiếp theo mình có thể yêu cầu, nếu mà con học tốt, học vượt khả năng, thì cũng có thể được yêu cầu để kiểm tra xếp lớp và việc nhảy cách lớp, hoặc là được xếp vào những cái lớp mà phù hợp với trình độ của con cũng sẽ được đáp ứng. Còn vấn đề mà để làm sao để sẵn sàng cho con tham gia và nhập học ở trường, hòa nhập ở bên này, thì với tư cách là một người đã giảng dạy ở Mỹ ở nhiều bậc học, thì vấn đề quan trọng nhất mà mình thấy là khả năng ngôn ngữ. Con không cần phải là nói tiếng bản địa hay là sẵn sàng ngay, nhưng mà khả năng nghe, đọc, hiểu những cái vấn đề cơ bản nhất. Nếu mà con sẵn sàng về ngôn ngữ như thế thì sự hòa nhập sẽ rất là nhanh hơn. Nhưng mà thực ra thì trẻ con học ngôn ngữ cũng rất là nhanh.
khi mà không có sự lựa chọn nào khác khi mà vào lớp ấy, thì là cái khả năng pick up, tức là khả năng để học cái ngôn ngữ mới cũng rất là đáng ngạc nhiên. Trong quá trình dạy thì mình cũng thấy có nhiều học sinh từ nước khác đến, từ Hàn Quốc hoặc từ Nhật chẳng hạn, mới khi đến không biết một chút ngôn ngữ nào, nhưng sau một nửa năm chẳng hạn thì là cái khả năng ngôn ngữ sẽ tiến bộ rất nhiều. Nhưng mà cái quan trọng nhất nếu sẽ là một cái bàn đẩy tốt cho con tự tin hơn nếu mà có cái ngôn ngữ tương đối ổn và khả năng tự lập nữa, tự lập và biết và dám nói những cái gì mình cần hoặc là hỏi câu hỏi, chứ thay vì là cứ ngồi yên hoặc là bị bỏ quên trong lớp, thì cái đó là những cái kỹ năng rất là quan trọng để mà hòa nhập và tồn tại ở trường, môi trường ở bên này. Ngoài ra như mình cũng nói, tức là mọi thứ liên quan đến dịch vụ giáo dục công và ở bậc phổ thông bên này thì đều miễn phí, nên là những cái vấn đề về sách vở, sách giáo khoa và tất cả các học cụ thì là đều là miễn phí cả. Nhưng mà ngoài ra những cái chi phí khác, nếu mà con tham gia vào các cái hoạt động ngoại khóa, thể thao hoặc là tất cả những cái lớp phụ khác, hoặc là đăng ký tham gia vào các cuộc thi, thì là những cái đó là những cái chi phí phát sinh mà gia đình cũng phải cân nhắc. Và tất cả những cái thứ đó thì sẽ được nhà trường thông báo từ đầu năm luôn, và đó là hoàn toàn do mình quyết định một cách tự nguyện, chứ không phải không có một cái gì là bắt buộc cả. Thì đó là những cái tổng quan, một cái bức tranh chung về giáo dục phổ thông từ K đến lớp 12 ở bên này. Em xin cảm ơn chị Tracy về cái phần chia sẻ về tổng quan về hệ thống giáo dục K-12 ở Hoa Kỳ. Thì sau bậc phổ thông mà các anh chị và nhà đầu tư quan tâm đó là đại học, thì con của họ trong cái độ tuổi mà họ chuẩn bị chuyển lên và đang học dở đại học ở Việt Nam qua bên kia, thì họ sẽ tuyển sinh vào hệ thống đại học bên Hoa Kỳ thì như thế nào. Thì em cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi, thì phần này em xin mời chị Phượng Đoàn chị có thể chia sẻ thêm với các anh chị của hội thảo ngày hôm nay. Cảm ơn Lucy, cảm ơn Tracy đã chia sẻ những cái thông tin, bạn là bạn Trang đã chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích. Ngay cả mình ở Mỹ rất nhiều năm nhưng mà cũng học được rất nhiều từ cái phần chia sẻ của Trang. Thế thì Lucy ơi, mình sẽ tự chia sẻ cái slide của mình hay là Lucy sẽ chia sẻ vậy nhỉ? Mình sẽ share cái screen của mình đúng không? Ok. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi buổi tọa đàm hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ do CMB. Xin chào tất cả các bạn nối tiếp với chương trình. Cảm ơn. Mọi người xin chờ một chút. Mọi người có nhìn được màn hình của mình không? Có. Được chị. Yeah. Chị có thể phóng to lên cũng được. Ok, clear. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia. Xin lỗi vì mọi người một chút trục trặc. Thì mình là Phượng Đoàn. Mình đến từ tổ chức giáo dục APUS, chuyên khai vấn nghề nghiệp cũng như là tư vấn lộ trình chuẩn bị hồ sơ vào các trường đại học Mỹ, các trường Mỹ từ bậc trung học, đại học đến sau đại học. Và hôm nay thì mình sẽ xin chia sẻ từ cái kinh nghiệm cá nhân, từ là một du học sinh ở Mỹ cho đến khi mà trở thành chuyên gia làm việc trong môi trường đại học trong một số năm trước khi mà mình bước ra để thành lập APUS, để mà tư vấn cho các bạn học sinh cũng như là các gia đình ở Việt Nam về cái quá trình hành trang để mà chuẩn bị một cái bộ hồ sơ như thế nào và
hành trang để phát triển cái bản thân mình như thế nào trước khi mà bước chân sang Mỹ học tập. Thế thì JC đã nói rất là nhiều về cái hệ thống giáo dục phổ thông rồi. Thì nối tiếp đến cái bậc đại học thì như các bạn đã biết thì hiện nay ở Mỹ thì có hơn 30.000 du học sinh Việt Nam đang theo học tại Mỹ, và có đến 70% trong số này thì là đang theo học ở bậc đại học. Thế thì vì sao nước Mỹ, chắc là anh chị và các bạn sẽ đặt ra cái câu hỏi là vì sao nước Mỹ lại trở thành một cái điểm đến hấp dẫn như vậy cho các cái trong cái việc mà lựa chọn một cái chương trình học đại học cho sinh viên quốc tế. Có rất nhiều các quốc gia và Việt Nam tại sao lại là nước đứng thứ 5 trong số những cái quốc gia mà có số lượng du học sinh lớn nhất tại Mỹ. Thế thì tôi có làm một cái khảo sát với hơn 100 các cái bạn du học sinh cũng như là cựu du học sinh tại Mỹ, thì có đưa ra được 9 các cái yếu tố mà các bạn hay là các gia đình ở Việt Nam hay lựa chọn Mỹ trở thành điểm đến. Thì thứ nhất là ở Mỹ có khoảng hơn 4.000 trường đại học, và trong số đấy thì có đến 11 trên 20 trường được xếp hạng tốt nhất trên thế giới. Và các bạn có thể biết đến những cái tên như kiểu Harvard, Stanford, MIT, UC Berkeley, đúng không? Ở ngay cái phần video đầu tiên mà CMB chiếu. Cái thứ hai nữa là ở Mỹ thì có một cái hệ thống giáo dục vô cùng đa dạng, với những cái nhóm trường khác nhau, với những cái sự lựa chọn khác nhau, và có những cái chi phí cũng tương đối khác nhau, từ cao đẳng cộng đồng cho đến các cái trường giáo dục theo nền tảng khai phóng, thiên về giảng dạy, cũng như là các cái cấp độ đại học nghiên cứu, đại học quốc gia với rất nhiều lựa chọn về chuyên ngành, mà trong đấy là chị Trang cũng đang học ở University of Georgia, đúng không? Và tiếp theo đó thì các cái chương trình ở Mỹ thì tôi nghĩ là đặc biệt so với những cái quốc gia khác, đặc biệt là ở châu Âu, thì giáo dục Mỹ thiên về cái việc ứng dụng. Nếu các anh chị ở đây đã từng theo học ở Mỹ thì sẽ nhìn thấy rất rõ là những cái điều, những cái kiến thức được giảng dạy ở trong trường nó rất là sát với thực tế, đã được được tích hợp với những cái kỹ năng, những cái vấn đề thực tế ở trong các cái tổ chức, ở trong các cái công ty. Chính vì thế là những cái bạn mà học ra thì có thể ngay lập tức có thể làm việc được ngay, ngay lập tức có thể thích nghi được trong cái môi trường làm việc. Và yếu tố thứ tư không kém phần quan trọng, đó là Mỹ là một trong những cái quốc gia mà có đông đảo cái giáo sư đầu ngành trong nhiều lĩnh vực. Và như các bạn đã biết ấy, thì Mỹ là một trong những cái quốc gia mà có cái số lượng giải Nobel, có những cái giáo sư, những cái nhà nghiên cứu, và có cái số lượng giành được cái giải Nobel lớn nhất trên thế giới, khoảng 385, theo tôi nhớ không nhầm, thì là có khoảng 385 cái giải Nobel mà đến từ nước Mỹ, và gấp 3 lần so với nước Anh, là cái nước thứ hai có cái số lượng giải Nobel lớn thứ hai. Và nước Mỹ mặc dù là một cái quốc gia mà có cái chi phí học tập cũng không hề rẻ so với những cái quốc gia khác, nhưng mà tuy nhiên thì với hơn 4.000 các cái trường đại học như thế, trong đấy có các cái trường tư, thì 62% số các cái trường đại học tư ở Mỹ đều cấp học bổng hoặc là hỗ trợ tài chính dựa theo cái khả năng tài chính của gia đình. Chính vì vậy, nước Mỹ thì luôn luôn, tức là rất nhiều các bạn sinh viên của tôi thì trả lời rằng là Mỹ là một trong những cái quốc gia mà gần như là duy nhất có thể cho các bạn cái học bổng toàn phần. Tức là có học bổng hoặc là học đến mức độ là có học bổng toàn phần khi mà theo học ở đây. Và các cái lý do tiếp theo là môi trường ở đây thì tương đối đa dạng, cởi mở, tôn trọng sự khác biệt, và bất cứ một cái bạn sinh viên nào đều có thể tìm được một cái nhóm, một cái cộng đồng của mình ở tại Mỹ, để bạn không cảm giác là cô đơn hay là lẻ loi khi mà sang bên này du học. Tiếp theo nữa là chính nhờ những cái sự đầu tư trong về chất lượng giảng dạy, về chất lượng nghiên cứu, về việc mà chuẩn bị cho sinh viên ra trường xin việc như vậy, thì bằng cấp ở Mỹ luôn luôn được đánh giá cao ở rất nhiều những cái quốc gia chứ không chỉ riêng ở Mỹ. Và theo tôi biết là có khoảng 70% sinh viên của tôi thì sau khi tốt nghiệp là có thể tìm được cái cơ hội ngoài Mỹ, thì có thể ở những cái quốc gia khác mà không nhất thiết là phải quay về Việt Nam. Và điều đặc biệt nữa thì hôm nay do các anh chị và các bạn thì chắc chắn là có những người mà đang cân nhắc cái yếu tố đầu tư sang thị trường Hoa Kỳ,
thì Mỹ cũng là một trong những cái quốc gia đúng không hiếm hoi và gần như là rất ít là có cái chính sách nhập cư thân thiện đối với những cái dạng đầu tư khác nhau, hoặc là những cái bạn sinh viên mà sang Mỹ học tập thì có cái cơ hội có thể làm việc tại Mỹ và có thể có những cái cơ hội để định cư ở quốc gia này. Chính vì 8 cái yếu tố mà tôi nhắc ở trên, chính nước Mỹ đã trở thành một cái bệ phóng để giúp cho các bạn sinh viên có thể rèn luyện, trau dồi, phát triển bản thân và sự nghiệp ở những cái giai đoạn đầu trước khi mà các bạn lựa chọn những cái điểm đến khác nhau, đúng không? Không chỉ Mỹ mà ở về Việt Nam hoặc là ở những cái quốc gia khác. Vậy thì có những cái ở cái phần này thì tôi cũng sẽ chia sẻ là có những cái nhóm trường đại học như thế nào ở Mỹ và làm thế nào để các bạn có thể chuẩn bị được cái lộ trình để nộp hồ sơ vào các nhóm trường đại học này. Thì có hai cái cách chính để mà có thể học đại học ở Mỹ. Cách thứ nhất là thông thường là các bạn có thể lựa chọn con đường cao đẳng cộng đồng, tức là các bạn học 2 năm đại cương ở một cái trường cao đẳng hoặc là một cái trường mà đào tạo nghề. Sau đấy thì các bạn chuyển tiếp sang cái trường đại học để học 2 năm tiếp theo. Hoặc là các bạn có thể học luôn, thẳng luôn vào một cái chương trình 4 năm ở bậc đại học. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái sơ đồ ở đây. Và sau khi học đại học thì các bạn có thể chuyển tiếp lên học 2 năm thạc sĩ, hoặc là các bạn có thể học thẳng lên 4 năm hay là 5 năm tiến sĩ chẳng hạn. Ở cái trường, một trong những cái có một cái sự lựa chọn khác ngoài cao đẳng cộng đồng thì các bạn có thể học 4 năm đại học, thì chúng tôi có chia ra làm hai cái nhóm trường chính. Một là cái nhóm trường đại học thiên về dựa theo cái nền tảng khai phóng và thiên về giảng dạy. Với cái nhóm trường liberal arts college thiên về giảng dạy và cái quy mô tương đối nhỏ dưới 10.000 sinh viên này, thì họ rất là tập trung trong cái việc giảng dạy và cung cấp trang bị cho sinh viên ở trong trường những cái kỹ năng tương đối toàn diện để các bạn không chỉ là học những cái kỹ năng cứng mà các bạn có thể học những cái kỹ năng mềm để mà ứng biến trước những cái sự thay đổi trong cái môi trường việc làm trong tương lai. Nhưng mà tuy nhiên thì cái nhóm trường này thì họ sẽ chỉ thường là tập trung vào cái cấp độ giảng dạy ở bậc đại học thôi. Còn để mà các bạn có thể học ở một cái nhóm trường mà có cả đào tạo bậc đại học cho đến thạc sĩ, cho đến sau đại học là tiến sĩ chẳng hạn, đúng không? Thạc sĩ, tiến sĩ chẳng hạn. Thì thường là nó sẽ ở cái nhóm trường National University. Đó là những cái nhóm trường đại học quốc gia, giống như các cái nhóm trường quốc gia, đại học quốc gia của mình đó. Thì họ có rất là nhiều những cái trường con ở trong đấy và những cái ngành học đào tạo khá là phong phú. Thường là từ 80 cho đến khoảng 150 các cái chuyên ngành, những cái phân ngành. Và thông thường những cái trường này thì họ thu hút được rất nhiều những cái giáo sư đầu ngành thiên về nghiên cứu. Chính vì thế là nó cũng tạo thuận lợi cho những cái bạn nào mà muốn nghiên cứu, muốn tập trung vào nghiên cứu, muốn đi theo con đường, muốn làm tiến sĩ và theo cái con đường học thuật, giảng dạy các trường đại học hoặc là các cái viện nghiên cứu trong tương lai. Và cái nhóm trường National University này thì các bạn có thể nghe thấy và biết được nhiều hơn khi các bạn ở Việt Nam. Ví dụ như là hỏi bạn học ở đâu đúng không? Thì tôi học ở Harvard, học ở Stanford, học ở University of Georgia, học ở Indiana University hay là Iowa State, thì thông thường là mọi người sẽ biết. Nên là cái vị thế hay là cái tầm ảnh hưởng của những cái nhóm trường National University này là sẽ rộng mở hơn khi mà các bạn ra khỏi Mỹ. Vậy thì làm thế nào đúng không để chuẩn bị được cái tài chính, các cái mức tài chính như thế nào để theo học ở những cái nhóm trường như thế này? Thì các bạn có thể nhìn thấy là ở đây sẽ có những cái ở cao đẳng cộng đồng thì một năm thì học phí sẽ khoảng 10.000 là cái mức đóng thấp nhất, đúng không? Sau đấy thì đến đại học công là khoảng từ 25 đến 40.000, và cuối cùng là đại học tư thì cái học phí là từ 35.000 cho đến 50.000. Tôi đang đưa ra một cái mức range, tức là một cái mức tài chính, một cái khoảng, đúng không? Học phí mà các bạn sẽ phải đóng từ thấp cho đến cao và tùy theo từng trường, tùy theo từng khu vực đó. Ngoài cái học phí ra thì sinh viên quốc tế nhá thì sẽ phải chuẩn bị một cái mức sinh hoạt phí, nó sẽ từ khoảng 10.000 cho đến 20.000 tùy cái khu vực các bạn. Ví dụ như các bạn ở bờ đông ở New York, một cái thành phố lớn như New York, Chicago, San Francisco, đúng không? Dallas thì sẽ có những cái mức sinh hoạt phí cao hơn so với những cái vùng hẻo lánh hơn. Ví dụ như hoặc là những cái vùng như kiểu Trung Tây của Mỹ chẳng hạn. Và như vậy thì các bạn có thể nhìn thấy là những cái trường đại học ở đây là trường tư thì trung bình sẽ khoảng từ 45 cho đến 70.000.
Đại học công thì đến từ 35 đến 60 nghìn, cao đẳng cộng đồng thì khoảng 20 nghìn. Tuy nhiên thì nếu mà có một cái điểm đặc biệt là những cái làm thế nào đúng không để các bạn có thể chi trả được hết, liệu là có phải chi trả hết hay không? Thế thì tùy theo cái status, tức là cái nó gọi là gì nhỉ? Lucy nhỉ? Status tức là visa status của bạn hoặc là cái trạng thái đúng không? Loại visa. Loại visa đúng không? Cái visa của bạn hay là cái bạn có quốc tịch hay không, bạn có thẻ xanh hay không, hay là bạn chỉ là sinh viên quốc tế, để mà họ sẽ cân nhắc các cái mức hỗ trợ khác nhau. Nếu giả sử như các bạn học ở các trường đại học công đúng không, mà các bạn đã có thẻ xanh rồi hay là các bạn đã có quốc tịch rồi, thì các bạn sẽ hưởng cái chính sách giống y như cái sinh viên bản xứ, tức là các bạn chỉ phải đóng cái học phí in-state tuition rẻ hơn gần như là một nửa hoặc là so với cái mức học sinh mà một học sinh quốc tế phải đóng chẳng hạn. Thì đấy là một cái lợi thế nếu mà các bạn có quốc tịch hay là có thẻ xanh ở Mỹ. Còn ngoài ra thì như ban đầu tôi nói là các trường đại học tư là một cái môi trường vô cùng thuận lợi cho các bạn sinh viên quốc tế có thể xin học bổng đúng không? Rất nhiều học sinh của tôi và đa phần học sinh là đều nhắm vào các cái nhóm trường tư này, bởi vì họ có xét những cái gói học bổng khá là hào phóng cho các bạn sinh viên quốc tế. Ngoài những cái việc mà được trường cho đúng không, hoặc là được chính phủ cho các cái nguồn hỗ trợ tài chính, thì các bạn có thể có những cái công việc làm thêm ở trong campus, on campus job, và sẽ được trả tiền cho những cái công việc này. Tiếp theo là khi mà các bạn đóng đúng không, đầu tư một cái khoản chi phí như thế, thì liệu là nên chọn cái ngành nào? Bởi vì không phải chỉ khi mình sang ấy, thì tất cả những cái khoản tiền mình đầu tư cũng phải có, mình nghĩ thì đều phải coi là một cái khoản đầu tư, ngay cả đóng tiền cho giáo dục. Thế thì tôi sẽ đưa ra một số những cái nghề nghiệp mà theo đánh giá là được có cái gọi là thu hồi lại cái khoản đầu tư nhanh nhất, những cái ngành học mà giúp thu hồi những cái khoản đầu tư nhanh nhất, hay là những cái ngành học mà sinh viên quốc tế có cái cơ hội để cạnh tranh với sinh viên bản xứ và có cái cơ hội để xin việc tại Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học. Thì các bạn có thể nhìn thấy là cái ngành STEM là một trong những cái ngành mà hiện nay là thế mạnh của sinh viên Việt Nam. Rất đông sinh viên Việt Nam hay là sinh viên châu Á lấy những cái chuyên ngành như thế này, bởi vì là cái cơ hội theo thống kê của chúng tôi thì có khoảng nếu mà bạn theo cái chuyên ngành STEM mà bạn chưa hề có quốc tịch hay là thẻ xanh ấy, thì các bạn có thể tăng cái cơ hội của mình lên 7% so với cái nhóm ngành còn lại. Đấy là đối với sinh viên Việt Nam, thì các bạn có thể nhìn thấy là sinh viên Việt Nam đa phần là họ hay chọn 60% là sinh viên quốc tế, và trong đấy có sinh viên Việt Nam thì họ chọn những cái ngành về khoa học máy tính. Sau đấy thì tiếp đến là cơ khí đúng không? Rồi là đến các cái ngành trong business, trong kinh doanh, tài chính chẳng hạn. Hoặc là những cái ngành thiên về y sinh, về sức khỏe. Thì đây là những cái lựa chọn mà phụ huynh có thể cân nhắc giữa cái thiên hướng của con đúng không, và cả những cái nhu cầu thực tế mà thị trường Mỹ người ta đang cần, nhất là những cái sinh viên quốc tế hoặc là sinh viên Việt Nam mà bắt đầu đến từ Việt Nam, dành cái thời gian khá nhiều ở Việt Nam, sau đấy thì mới chuyển tiếp sang Mỹ để định cư chẳng hạn. Vậy thì ở cái phần tiếp theo thì tôi xin khép lại cái phần đầu tiên ấy, là về cái hệ thống giáo dục đại học ở Mỹ, và chuyển tiếp sang là làm thế nào đúng không? Bây giờ là làm thế nào để chúng ta có thể vào được một cái chương trình bậc đại học ở Mỹ? Làm thế nào để mà có thể vào được những cái chương trình tốt nhất? Làm sao để làm vào được một cái chương trình như kiểu học ngoại thương, bách khoa đúng không? Ở tại Mỹ, để có thể là tăng cái cơ hội cạnh tranh sau này khi mà xin việc làm ở Mỹ. Thì tôi nghĩ là thứ nhất là ở Mỹ thì cái chương trình trung học ấy, Trang chắc là sẽ confirm thì nó sẽ bắt đầu từ lớp 9 cho đến lớp 12. Và như vậy thì cái lộ trình chuẩn bị vào bậc đại học ở Mỹ cũng sẽ được tính từ năm lớp 9 cho đến lớp 12. Nhưng mà thông thường các bạn sẽ bắt đầu chính thức bước vào cái quá trình chuẩn bị cho việc học đại học là vào năm lớp 10. Và các bạn sẽ cần phải chú ý đến cái phần các bạn có thể nhìn bên cột bên trái, thì là những cái mà mình cần phải chú ý trong từng cấp bậc. Thì cái năm lớp 10 đến năm lớp 11 này thì thường là các bạn sẽ dành cái thời gian để chuẩn bị điểm số, làm sao để học thật tốt các cái môn ở trên trường. Với các bạn sinh viên quốc tế thì cần phải trau dồi cái khả năng tiếng Anh. Như chị Trang nói là cái việc mà cần phải thông thạo tiếng Anh đúng không? Là một cái cách, là một cái con đường để bạn giao tiếp và bạn hòa nhập vào trong cái môi trường ở Mỹ. Thế thì các điểm TOEFL, IELTS của các bạn hoặc là IELTS thì các bạn cần phải có. Ví dụ như là TOEFL phải trên 90 hay là IELTS phải từ 6.5 trở lên chẳng hạn.
Tiếp theo là ở ngoài những cái bài, ngoài cái bài kiểm tra tiếng Anh này thì các bạn sẽ cùng với những cái bạn sinh viên bản xứ và những cái sinh viên khác lấy một cái bài thi đánh giá năng lực toán học và năng lực về tư duy, phân tích, về khả năng đọc, viết, đọc hiểu, đúng không? Như một cái bạn học sinh bản xứ ở cái kỳ thi ACT hoặc là SAT. Và đến đây thì các bạn đã đảm bảo được cái, nếu mà bạn hoàn thành tốt ở cái phần này thì các bạn đã đảm bảo được cái yếu tố cần để vào các cái trường đại học ở Mỹ rồi. Thế nhưng mà tuy nhiên ở Mỹ thì nếu mà những cái yếu tố cao, điểm cao như này thì chắc chắn là bạn được vào ngoại thương và bách khoa rồi, đúng không? Thế nhưng mà ở Mỹ thì họ đánh giá và nhìn nhận một con người một cách toàn diện hơn. Tức là như chị Trang thì tôi thấy là các bạn từ bé đã phải tập trung vào những cái hoạt động cả ngoài cái việc học trên trường, thì các bạn đã phải làm ngoại khóa để thực ra là thông qua những cái hoạt động ngoại khóa đấy thì bạn có thể giúp bạn hiểu thêm về bản thân mình, hiểu thêm về cái thiên hướng, hiểu thêm về cái sở thích, cái mối quan tâm của mình vào một cái lĩnh vực cụ thể. Và chính vì thế hoặc là những cái hoặc là cũng giúp cho người ta biết được rằng là liệu là bạn có cái tính ảnh hưởng, cái sự đóng góp như thế nào cho cái cộng đồng chứ không phải chỉ cho cái cá nhân của bạn. Thì cái hoạt động ngoại khóa nó là một cái yếu tố tương đối quan trọng. Tiếp đấy thì từ cái hoạt động ngoại khóa thì các bạn có thể lựa chọn ra những cái ngành nghề để mà học ở trên đại học, hoặc là đơn giản có những bạn thì bạn không quyết định học đại học ngay mà các bạn ấy sẽ tiếp tục ấy làm những cái hoạt động như thế để tìm hiểu thêm, để khám phá thêm về bản thân mình, để giúp cho cái việc lựa chọn ngành nghề cho chuẩn xác hơn. Ngoài ra thì các cái trường Mỹ họ cũng sẽ cần phải có những cái đánh giá qua, ví dụ như là một cái bài luận bạn cần phải thể hiện bản thân mình qua đó, hay là họ cũng sẽ phỏng vấn bạn trong cái quá trình như thế. Thì cái năm lớp 10, lớp 11 này là sẽ dành cho những cái bước mà tôi nói ở trên. Sau đấy thì khi mà các bạn chuẩn bị sẵn sàng xong thì mới đến cái mục tìm trường dựa theo cái ngành nghề của các bạn. Và sau đấy thì đến cái phần hoàn thành hồ sơ vào năm lớp 12. Và thường là các bạn sẽ hoàn thành hồ sơ, cái deadline, cái thời hạn nộp hồ sơ ấy, nó sẽ rơi vào học kỳ 1 của năm lớp 12 hoặc là học kỳ 2 của năm lớp 12. Tôi nói ví dụ là nếu một bạn mà nộp hồ sơ vào năm nay đi, đúng không, để đi học vào năm 2021, nhập học vào tháng 8, tháng 9 năm 2021 thì bạn sẽ thường phải nộp hồ sơ vòng đầu tiên vào tháng 11 của năm của 2020, tức là đầu học kỳ 1 của năm lớp 12. Hoặc là bạn sẽ nộp hồ sơ vào tháng 1 của năm 2021, tức là học kỳ 2 của năm lớp 12. Và họ sẽ có những cái vòng nộp hồ sơ sớm hoặc là những cái vòng nộp hồ sơ tiêu chuẩn. Bên cạnh đấy thì sinh viên quốc tế hay là sinh viên Mỹ thì thường là họ sẽ bắt đầu nộp cân nhắc để xin hỗ trợ, các cái khoản hỗ trợ. Thì với các sinh viên quốc tế thì thông thường là họ sẽ xin hỗ trợ và khai cái form CSS để xin hỗ trợ tài chính và ở các trường tư. Còn các sinh viên bản xứ hay là những bạn mà có thẻ xanh, đúng không, định cư lâu dài ở Mỹ thì có thể là hưởng những cái chính sách được nộp mà những cái hỗ trợ từ chính phủ, từ những cái nguồn học bổng khác nhau từ chính phủ. Sau khi mà các bạn hoàn tất xong và đúng không, đã được các cái trường nộp xong hồ sơ, biết kết quả, đúng không, thì đến cái bước cuối cùng là các bạn sẽ lựa chọn, cân đối giữa cái mức tài chính, cái chất lượng trường để lựa chọn ra cái môi trường học tập phù hợp nhất với cái thiên hướng cũng như là cái mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai. Thế thì ở APUS thì chúng tôi cũng thường là hướng dẫn học sinh theo đúng một cái quy chuẩn mà các trường đại học, mà các trường trung học ở Mỹ họ hướng dẫn các học sinh như nào, thì chúng tôi cũng mang cái mô hình đấy để mà hướng dẫn các học sinh Việt Nam. Thì như các bạn thấy là bắt đầu nên từ đầu lớp 10 là các con đã có thể là bắt đầu, chúng tôi sẽ lên những cái chương trình để mà các bạn có thể ôn tập, ôn thi, luyện thi những cái chứng chỉ về tiếng Anh, luyện thi về những cái chứng chỉ về ACT, SAT, cũng như là tìm hiểu một cách hệ thống về giáo dục Mỹ, các trường đại học Mỹ và những cái thành phần khác trong hồ sơ để làm sao cho cái hồ sơ của các bạn cạnh tranh nhất trong cái nhóm hồ sơ của các sinh viên quốc tế nộp vào các trường đại học Mỹ. Và bên cạnh đấy thì khi mà đó thì cái thời gian từ lớp 10 là như thế, đến cái thời gian lớp 11 thì bắt đầu tập trung vào để chuẩn bị tăng tốc, đúng không? Để tăng cái điểm số luyện các điểm số ACT, SAT, các bạn có thể hiểu thêm qua những cái hoạt động ngoại khóa thì các bạn có thể hiểu thêm về bản thân mình để lựa chọn ra ngành học. Và sau đấy thì đến cái phần chọn trường cũng như là thể hiện cái bản thân mình qua cái bài luận chính và bài luận phụ ra sao. Và đến năm lớp 12 thì các bạn sẽ dành cái thời gian để ngoài cái việc học thì để nộp hồ sơ cũng như là theo dõi cái bộ hồ sơ đấy. Và chúng tôi sẽ hướng dẫn học sinh qua tất cả những cái bước như vậy. Vậy thì APUS để nói qua là vì sao chúng tôi chia sẻ rất là dài dòng như thế. Nhưng mà vì sao? Bởi vì là
Ở APUS thì chúng tôi là những cái nhóm cựu học sinh, cựu du học sinh và những cái chuyên gia mà làm việc ở trong cái lĩnh vực giáo dục ở Mỹ. Thì chúng tôi thấy rằng là sẽ thật là thiệt thòi đúng không? Cho các bạn sinh viên Việt Nam nếu mà không có cái sự chuẩn bị như vậy. Thì không phải là chỉ khó khăn trong cái vấn đề mà nộp hồ sơ vào các trường đại học Mỹ, mà các bạn sẽ còn gặp khó khăn cả cái việc mà thích ứng, thích nghi đúng không? Trong môi trường học tập ở Mỹ, cũng như là các bạn sẽ cạnh tranh với những cái sinh viên bản xứ ra sao sau này, sau khi tốt nghiệp. Chính vì thế là chúng tôi rất là chú trọng và coi cái việc mà chuẩn bị cái lộ trình vào các cái trường đại học ở Mỹ nó như là một quá trình mà các bạn tìm, đi tìm bản thân mình, giải đáp cái câu hỏi là mình là ai, làm sao để mình có thể hiểu về cái thiên hướng điểm mạnh của bản thân mình, làm sao để có thể chọn được cái một cái ngành nghề nghiệp nào đấy đúng không, mà phù hợp với cái thiên hướng của mình nhưng mà nó cũng không bị chạy ra khỏi cái quỹ đạo mà thị trường mong muốn. Chính vì thế là chúng tôi có gửi gắm vào trong cái quá trình mà xây dựng hồ sơ đó là tất cả những cái kinh nghiệm của mình, những cái mà các bạn có thể nhìn thấy cái tương lai nó như thế nào, để quay trở lại là mình sẽ chuẩn bị ở cái bước mà chuẩn bị hồ sơ từ bậc trung học ra sao. Chính vì thế là APUS ấy, những cái học sinh của chúng tôi thì không chỉ là tập trung để vào những cái trường đại học nữa, mà các em đã bắt đầu chuẩn bị những cái kỹ năng ấy, để khi ngay khi bước chân vào đại học ấy mà xác định là ở lại Mỹ đúng không, thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị cái lộ trình xin việc như thế nào cho phù hợp. Chính vì vậy là 100% cái học sinh của APUS cho đến thời điểm này cũng tương đối là tự hào là đều vào được những cái trường đại học trong top 100 của Mỹ và nhận học bổng từ 50% trở lên, và 70% các em mà đang theo học ấy thì đều có cái cơ hội xin thực tập, và từ đấy là có nâng cái cơ hội mà xin việc ấy sau khi ra trường. Và để có những cái thông tin thêm về APUS cũng như là muốn có những cái thông tin thêm từng về từng cái phần mà tôi chia sẻ thì các bạn có thể liên hệ với chị Lucy và chị Huyền, hoặc là có thể liên hệ với chúng tôi qua cái địa chỉ email cũng như là Facebook website ở trên màn hình APUS Việt Nam. Và chắc là tôi sẽ xin khép lại cái phần chia sẻ của tôi ở đây. Tất cả nếu mà các anh chị và các bạn có câu hỏi nào thì có thể đặt ở trên cái phần thanh chat để chúng tôi, chị Trang, tôi, chị Huyền có thể và chị Lucy có thể trả lời. Và tôi xin nhường cái phần thuyết trình tiếp theo cho chị Huyền. Xin mời chị Huyền. Xin cảm ơn Phượng và Tracy, Trang rất là nhiều. Hôm nay Huyền cũng học được rất là nhiều những cái thông tin bổ ích từ hai diễn giả của chúng ta ngày hôm nay về một cái bức tranh toàn cảnh về hệ thống giáo dục Mỹ thì các cấp bậc từ mẫu giáo, tiểu học, cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến đại học, cũng như là những cái lộ trình mà cần phải chuẩn bị để có thể vào được những cái trường đại học tốt như chị Phượng vừa chia sẻ. Để tiếp nối phần của Phượng thì hôm nay thì Huyền cũng sẽ xin phép là được chia sẻ với các anh chị thêm một số một cái định hướng tiếp theo của sinh viên khi mà các bạn tốt nghiệp, sau khi mà tốt nghiệp đại học và xin việc làm. Thì qua nhiều năm mà làm việc và tiếp xúc với hàng trăm quý anh chị nhà đầu tư EB5 thì CMB nhận thấy là đa phần các nhà đầu tư có con ở độ tuổi đi học và các bé sau khi mà học đại học, tốt nghiệp đại học thì hầu hết là đều mong muốn là có cơ hội được ở lại phát triển sự nghiệp và định cư tại Hoa Kỳ sau khi mà tốt nghiệp. Chính vì thế cho nên là cũng có rất là nhiều gia đình đã lựa chọn và tham gia chương trình đầu tư EB5 và coi đây là một cái bước chuẩn bị rất là tốt cho các bậc phụ huynh, của các bậc phụ huynh cho tương lai của con cái mình. Đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện giờ khi mà cái visa việc làm H1B đang được thắt chặt và có những cái quy định khó khăn hơn và ngặt nghèo hơn trong cái giai đoạn hiện tại. Thì trong buổi chia sẻ hôm nay thì tôi xin phép là được chia sẻ cho các quý anh chị thông tin về chương trình đầu tư định cư EB5, về trung tâm vùng CMB và dự án hiện tại của chúng tôi. Chương trình đầu tư định cư EB5 thì được
khởi xướng bởi Quốc hội Mỹ theo đạo luật nhập cư vào năm 1990. Đây là một chương trình được Quốc hội đề ra nhằm cải thiện kinh tế và tạo việc làm cho những khu vực vùng sâu, vùng xa hoặc là những vùng mà có kinh tế chậm phát triển, có tỷ lệ thất nghiệp cao. Chương trình là cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào chương trình, sở hữu thẻ xanh, đến sinh sống, học tập và làm việc tại Hoa Kỳ. Chương trình EB5 thì được bắt đầu ở Việt Nam vào năm 2008, chỉ với 4 visa được cấp cho người Việt Nam ở diện này, và đã trở nên cực kỳ phổ biến bắt đầu từ năm 2015 với 280 visa, và trở thành quốc gia, Việt Nam trở thành quốc gia lớn thứ hai sau Trung Quốc về số lượng visa EB5 được cấp. Như vậy thì các anh chị có thể thấy là chương trình EB5 trở nên phổ biến trong một cái thời gian ngắn như vậy là do những lợi ích mà chương trình mang lại cho các nhà đầu tư nước ngoài. Lợi ích thứ nhất có thể kể đến là vợ chồng và con cái dưới 21 tuổi có thể nhận thẻ xanh định cư dưới dạng thường trú nhân cho toàn bộ thành viên gia đình và có cơ hội được tự do di trú, sinh sống, học tập và làm việc ở bất kỳ tiểu bang nào tại Hoa Kỳ. Được hưởng toàn bộ lợi ích như một công dân Mỹ, trừ quyền bầu cử, và sau 5 năm thì các anh chị sẽ được nộp hồ sơ thi nhập tịch. Và đặc biệt là như lúc nãy Trang và Phượng có chia sẻ thì các anh chị khi mà có thẻ xanh hay có quốc tịch thì con cái sẽ được hưởng lợi ích miễn học phí cho các cấp bậc phổ thông và học phí ưu đãi cho bậc đại học so với du học sinh. Và hầu hết tất cả các anh chị nhà đầu tư đến từ Việt Nam của CMB thì đều cực kỳ quan tâm tới lợi ích này khi mà làm visa EB5 để chuẩn bị tốt cho tương lai của con cái sau này. Như vậy, câu hỏi đặt ra là để tham gia vào chương trình EB5 thì các nhà đầu tư sẽ cần phải thỏa mãn những điều kiện gì? Thứ nhất là các nhà đầu tư theo quy định sẽ cần phải đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới với mức đầu tư là 1.800.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên thì đối với những dự án mà các anh chị đầu tư mà nằm ở trong vùng việc làm mục tiêu, có nghĩa là những vùng mà có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc là vùng nông thôn, thì cái mức đầu tư được giảm xuống còn một nửa là 900.000 đô la Mỹ. Điều kiện thứ hai mà mình cần phải chứng minh với Sở Di trú Hoa Kỳ đó là cái khoản đầu tư của các anh chị sẽ cần phải tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian. Khoản đầu tư cần phải có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch và thể tuân thủ theo đúng quy định là phải có rủi ro của Sở Di trú Hoa Kỳ. Quy trình tham gia chương trình EB5 thì Huyền xin được tóm tắt ở 3 bước chính sau. Bước thứ nhất đó là cái bước đầu tiên mà tất cả các anh chị sẽ cần phải chuẩn bị, đó là nộp đơn I-526 và chuẩn bị bộ hồ sơ I-526 để nộp lên Sở Di trú Hoa Kỳ. Mục đích của cái bộ hồ sơ I-526 này là để xin thẻ xanh 2 năm cho cả gia đình. Bước đầu tiên thì các anh chị sẽ cần phải lựa chọn trung tâm vùng, lựa chọn dự án, sau đó là sẽ cần lựa chọn luật sư hoặc là đơn vị di trú để có thể hỗ trợ các anh chị chuẩn bị bộ hồ sơ nguồn tiền và sau đó sẽ nộp đơn I-526 lên Sở Di trú. Sau khi mà nộp đơn thì các anh chị sẽ và chờ Sở Di trú Hoa Kỳ thụ lý hồ sơ, xét duyệt hồ sơ, và khi nhận được kết quả chấp thuận đơn I-526 thì hồ sơ của các anh chị sẽ được chuyển sang trung tâm visa và gia đình sẽ chờ lịch phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn thành công thì các thành viên trong gia đình sẽ được cấp visa định cư, các anh chị sẽ nhập cảnh và nhận thẻ xanh 2 năm. Đấy là sau đó đến bước thứ hai là cái đơn, bộ đơn thứ hai mà các anh chị sẽ cần phải nộp lên Sở Di trú Hoa Kỳ là đơn I-829.
gọi một cách hiểu một cách sơ bộ là đơn, hiểu một cách sơ bộ và đơn giản là đây sẽ là cái bộ đơn để các anh chị có thể xin thẻ xanh 10 năm, chuyển đổi cái thẻ xanh 2 năm của mình từ có điều kiện sang thẻ xanh vĩnh viễn. Và việc này sẽ cần được thực hiện sau 18 tháng cư trú tại Mỹ với thẻ xanh 2 năm. Có nghĩa là các anh chị lưu ý là trong vòng 3 tháng trước khi mà thẻ xanh của các anh chị hết hạn thì mình sẽ cần phải làm việc với trung tâm vùng và với luật sư di trú cũng như là đơn vị tư vấn di trú để có thể chuẩn bị cái bộ hồ sơ I-829 này cho gia đình và mình nộp lên sở di trú. Và sau khi mà sở di trú Hoa Kỳ thụ lý và xét duyệt hồ sơ của gia đình thì các anh chị sẽ được cấp thẻ xanh 10 năm và thẻ xanh vĩnh viễn. Và sau đó thì cái bước thứ ba, cái mục tiêu thứ ba cũng rất là quan trọng, đó là các nhà đầu tư nhận lại vốn đầu tư gốc của mình và thi nhập tịch trở thành công dân Hoa Kỳ sau khi mà đủ điều kiện về mặt thời gian di trú ở Mỹ. Thì đấy là Huyền xin được chia sẻ sơ bộ cho các anh chị để có một cái nhìn tổng quan về quy trình và từng bước thực hiện khi mà tham gia chương trình đầu tư EB5. Đầu tư EB5 thì là một trong những quyết định quan trọng nhất của các gia đình. Cho nên là việc lựa chọn đúng trung tâm vùng và dự án thì sẽ dẫn tới thành công cho mục tiêu đầu tư và di trú của các nhà đầu tư. Trung tâm vùng CMB của chúng tôi thì được thành lập vào năm 1997. Và chúng tôi là một trong những trung tâm vùng lâu đời nhất hoạt động trong ngành EB5. CMB đã thực hiện thành công hơn 75 dự án với hơn 5.700 nhà đầu tư đến từ 102 quốc gia trên toàn thế giới. Và đến nay thì đã có hơn 4.800 gia đình nhà đầu tư đã nhận được thường trú tại Hoa Kỳ và có hơn 1 tỷ đô la vốn EB5 đã được hoàn cho các dự án CMB. Ngoài đội ngũ thẩm định dự án và luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực EB5 thì CMB còn sở hữu đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tâm và chúng tôi thông thạo và có thể hỗ trợ các khách hàng với hơn 14 thứ tiếng và các nhà đầu tư của chúng tôi là đến từ hơn 100 quốc gia. Với hơn 11 năm kinh nghiệm hỗ trợ các khách hàng Việt Nam thì CMB tự hào là một trong những trung tâm vùng đầu tiên mà tạo dấu ấn tại thị trường Việt Nam và hỗ trợ các gia đình Việt có được giấc mơ Mỹ, kết thúc trọn vẹn hành trình để nhận được thẻ xanh vĩnh viễn cũng như là hoàn vốn đầy đủ. Sau đây thì tôi xin được giới thiệu dự án cho các anh chị biết sơ lược một chút thông tin về dự án mới nhất, dự án EB5 mới nhất của CMB hợp tác với tập đoàn Hillwood, dự án CMB Group 78. Đây là dự án thứ 31 mà CMB hợp tác với tập đoàn Hillwood. Dự án sẽ xây dựng và phát triển những cơ sở kho vận cho các tập đoàn thương mại điện tử và bán lẻ hàng đầu thuộc danh sách Fortune 500 của Hoa Kỳ. Dự án này sẽ huy động là tối đa là 72,9 triệu đô la vốn EB5 tương đương với 81 suất đầu tư để xây dựng, và số tiền đầu tư này, số tiền EB5 này sẽ được chủ đầu tư dùng để xây dựng và phát triển hai cơ sở kho vận tiên tiến nhất hiện giờ cho hai tập đoàn thuộc danh sách Fortune 500 của Mỹ. Và có một điểm đặc biệt là ngay tại thời điểm này thì chủ đầu tư đã ký hợp đồng thuê dài hạn với hai tập đoàn bán lẻ này. Tiểu dự án đầu tiên trong dự án Group 48 này đó là cơ sở kho vận nằm ở thành phố San Bernardino, tiểu bang California. Và tiểu dự án này có tên gọi, được biết đến với tên gọi là Waterman TI. Đây sẽ là dự án mà xây dựng và phát triển nội thất theo yêu cầu cụ thể
của bên thuê để phát triển thành một cơ sở kho vận hiện đại cho tập đoàn thương mại điện tử bán lẻ. Và tập đoàn mà thuê Hewood xây cái kho vận này là nằm trong danh sách Fortune 500. Cơ sở kho vận hạng A này sẽ có diện tích là 92.903 m², được tọa lạc trong khuôn viên của khu công nghiệp Alliance California tại thành phố San Bernardino, tiểu bang California. Công tác hoàn thiện nội thất sẽ được theo yêu cầu của bên thuê đã được quy định rất là rõ ở trong hợp đồng thuê 10 năm và hợp đồng này là đã được ký kết với bên thuê. Dự án là hiện đang trong quá trình thực hiện và dự kiến hoàn tất vào cuối quý 4 năm nay. Dự án nằm ở vị trí đắc địa trong khu công nghiệp lớn Alliance, California. Đây là một trung tâm logistics đã phát triển gần cảng Los Angeles, gần cảng Long Beach và là khu vực được các tập đoàn lớn đặt các cơ sở kho vận của họ như là tập đoàn Amazon, FedEx, Coal, Mattel, PepsiCo và nhiều tập đoàn khác. Đấy là tiểu dự án, đấy là thông sơ bộ cho các anh chị nắm về thông tin của tiểu dự án thứ nhất. Tiểu dự án thứ hai, cơ sở kho vận thứ hai nằm trong group 78 là dự án với tên gọi là VIP 215. Đây sẽ là dự án xây dựng và phát triển một cơ sở kho vận có diện tích là 185.000 m² và dự án cũng được xây dựng được đặt theo yêu cầu, theo đơn đặt hàng của một tập đoàn bán lẻ nằm trong top 40 danh sách Fortune 500. Cơ sở kho vận này sẽ được xây dựng trên diện tích đất rộng 58 hectare. Và đây là khu vực đã từng là khu căn cứ quân sự ở thành phố Riverside, tiểu bang California. Dự án thuộc khu vực được biết đến là một trong những thị trường công nghiệp kho vận trọng điểm nhất toàn nước Mỹ, với tên gọi là Inland Empire, thuộc Nam California. Dự án hiện đang trong quá trình xây dựng và dự kiến sẽ hoàn tất vào quý 4 năm 2021. Dự án này cũng đã được một tập đoàn bán lẻ hàng đầu trong top 40 danh sách Fortune 500 ký hợp đồng thuê dài hạn 20 năm. Như vậy là các anh chị có thể thấy là cả hai tiểu dự án của Group 78 thì đều nằm ở trong khu công nghiệp trọng điểm Inland Empire và Alliance California. Và đây là hai khu vực và có nhu cầu về kho vận sôi động nhất toàn quốc. Và nhu cầu này là tiếp tục tăng cao. Riêng với khu vực Inland Empire thì các nghiên cứu thị trường cho thấy là tốc độ cho thuê vẫn tiếp tục tăng trưởng rất là mạnh, với tỷ lệ tăng trưởng là lớn hơn, theo thống kê là lớn hơn 50% trong 5 năm vừa qua. Một dự án EB5 tốt thì cần có sự tham gia thẩm định và cơ cấu của trung tâm vùng có uy tín và giàu kinh nghiệm. Một dự án tốt, an toàn và thỏa mãn điều kiện của Sở Di trú Hoa Kỳ nữa. Tuy nhiên thì để dự án thành công, hoàn vốn, để dự án thành công và có thể hoàn vốn cho các nhà đầu tư thì kinh nghiệm, uy tín và năng lực của chủ đầu tư cũng là yếu tố rất là quan trọng mà các nhà đầu tư cần phải xem xét và cân nhắc. Chủ đầu tư của dự án CMD Group 78 là tập đoàn Hewood Development. Hewood là top 10 tập đoàn bất động sản hàng đầu của Hoa Kỳ với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và phát triển các dự án kho vận. Và với kinh nghiệm dày dặn ở 59 thị trường công nghiệp, họ có các dự án trải dài ở 27 tiểu bang và 6 quốc gia. Và đến thời điểm này thì riêng về những dự án công nghiệp thì Hewood đã thực hiện tổng cộng xây dựng và phát triển hơn 17,9 triệu mét vuông diện tích các dự án. Thì với cái thành tích đó thì Hewood đã tự khẳng định mình là ông lớn trong ngành logistics và kho vận tại Hoa Kỳ. Bên thuê của các cơ sở kho vận do tập đoàn Hewood thực hiện
thì đều là các tên tuổi lớn như là Amazon, FedEx, Pepsi, Target, Kohler và rất nhiều trong số các tập đoàn này đã tin tưởng và ký hợp đồng thuê dài hạn 10 năm, 20 năm với Hilliard, thậm chí ngay từ khi mà dự án chưa bắt đầu xây dựng như dự án Group 78 này. Về CMB và Hilliard thì tập đoàn của chúng tôi và Hilliard đã có mối quan hệ hợp tác với hơn 30 dự án EB5. Và riêng với đối tác Hilliard này thì CMB đã huy động lên đến 800 triệu đô la vốn EB5 tính tới thời điểm này, trong tổng số hơn 1,3 tỷ đô la vốn EB5 mà CMB đã huy động. Tất cả các dự án EB5 mà CMB và Hilliard đã cùng nhau thực hiện đều có tỷ lệ thành công 100% về mặt dự án và đã giúp hơn 1.000 gia đình đã có chấp thuận đơn I-526 là đơn xin thẻ xanh 2 năm và 200 gia đình là đã nhận được thẻ xanh 10 năm. Và đặc biệt là Hilliard là một chủ đầu tư rất là uy tín và có kinh nghiệm thực hiện dự án EB5 với chúng tôi. Và Hilliard đã hoàn vốn cho tổng cộng 14 dự án EB5 với CMB theo đúng cam kết trong hợp đồng vay. Như vậy là với cơ cấu dự án EB5 đã được minh chứng thành công với hơn 30 dự án mà CMB và Hilliard đã thực hiện. CMB xin trân trọng là được giới thiệu dự án này tới các anh chị và chúng tôi cũng rất là tự tin đây là một trong những dự án tốt nhất trên thị trường hiện giờ. Các anh chị mà có quan tâm muốn tìm hiểu sâu hơn về chương trình EB5, về CMB và dự án CMB thì xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua điện thoại hoặc là email với thông tin liên lạc ở trên màn hình. Vâng, xin cảm ơn và tôi xin khép lại phần trình bày của tôi ở đây và xin mời Lucy được tiếp tục chương trình ạ. Cảm ơn chị Huyền. Dạ, thưa các anh chị, tại thời điểm bây giờ thì chị Huyền ơi, chị có thể tắt cái phần share screen được không ạ? Ok. Dạ, thưa các anh chị, vậy là ngày hôm nay mình tìm hiểu được thứ nhất là pre-kindergarten nếu mà trước khi học mẫu giáo và sau đó là từ cấp bậc mẫu giáo lên đến cấp 1, cấp 2, cấp 3. Khi các em tốt nghiệp phổ thông, cách vào đại học như thế nào, các loại trường khi họ học lên tới bậc đại học và làm cách nào để tuyển sinh vào các trường đại học của Hoa Kỳ. Thì bây giờ thì tôi nghĩ là cái phần quan trọng nhất mà có thể là anh chị quan tâm nhất đó là phần questionnaire, hỏi đáp, question answers, hỏi và trả lời. Thì trước cái buổi hội thảo này thì tôi có thu thập những câu hỏi của các anh chị. Thì bây giờ tôi xin chuyển các câu hỏi này cho diễn giả. Chúng tôi sẽ bắt đầu trả lời dần. Và nếu các anh chị có thêm những câu hỏi nào thì cứ đánh vào cái phần Q&A ở phía bên góc dưới màn hình. Dạ, thì trong cái buổi hỏi đáp này thì chúng tôi sẽ trả lời luôn những cái phần đó ạ. Ok, bây giờ tôi xin bắt đầu phần Q&A với câu hỏi đầu tiên của một anh khách hàng của CMB. Nếu các cháu học hết lớp 12 tại Việt Nam thì theo học chương trình bên Mỹ sẽ tương đương là trình độ gì? Và nếu tiếp tục học thì theo cấp nào là phù hợp? Câu hỏi này thì xin mời chị Phượng sẽ trả lời. Hello chị. Xin chào. Vâng, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi. Cảm ơn Lucy đã gửi câu hỏi cho mình. Thì như tôi vừa trình bày đó, thì là nếu mà con anh có cái sự chuẩn bị đầy đủ, đúng không, trước khi mà sang học ở Mỹ, thì con anh nếu mà đang học lớp 12 thì có thể nộp hồ sơ ngay lập tức ấy, từ năm nay, để mà có thể học tiếp đại học từ mùa thu năm sau, từ tháng 8, tháng 9 năm sau ở tại Mỹ. Tuy nhiên thì nếu mà cái việc mà nhập học nó hơi bị
cập dập đối với gia đình đúng không? Cháu chưa chuẩn bị được nhiều ấy, thì thông thường có hai cái sự lựa chọn. Thứ nhất là con anh có thể lùi lại học một năm để mà có thể mình chọn cái thời gian mà từ năm nay cho đến năm sau chưa vội vào đại học để có thể gap year. Tức là cái thời gian mà chưa vào đại học để mà dành cái thời gian đấy để chuẩn bị cái hồ sơ cho nó chỉnh chu để nộp vào đại học năm sau để đi học năm tiếp theo, tức là năm 2022. Thì đấy là một cái phương án. Còn nếu không ấy, thì có một cái sự lựa chọn nữa là con anh có thể vào một cái trường cao đẳng cộng đồng học trong 2 năm. Thế sau đấy thì sau 2 năm đại cương đó thì con anh có thể chuyển tiếp sang một cái trường đại học hệ 4 năm và lấy bằng, tức là sau khi học như thế thì sẽ lấy bằng đại học 4 năm. Thì đấy là cái câu hỏi, không biết là đã giải đáp được cái thắc mắc của anh chưa? Xin cảm ơn chị Phượng cho cái phần trả lời khá là chi tiết của anh Hùng. Phần câu hỏi tiếp theo ạ, em xin nhờ chị Huyền trả lời giúp em ạ. Trung tâm vùng là gì và tại sao việc lựa chọn trung tâm vùng là tối quan trọng quyết định đến thành công của nhà đầu tư EB5? Xin cảm ơn Lucy đã gửi câu hỏi cho mình. Thì Huyền xin phép được trả lời câu hỏi của anh chị như sau. Định nghĩa trung tâm vùng là gì? Thì trung tâm vùng được định nghĩa là một cá nhân hoặc là một tổ chức được Sở Di trú Hoa Kỳ cấp chứng nhận cho phép phát triển dự án EB5 trong một vùng địa lý nhất định. Ví dụ như là CMB hiện tại là có tổng cộng là 16 trung tâm vùng và điều này đã cho phép CMB thực hiện các dự án EB5 ở khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ từ bờ Đông sang bờ Tây. Để trả lời cho câu hỏi của anh chị là tại sao việc lựa chọn trung tâm vùng lại là cái việc rất là quan trọng trong quyết định cái thành công của quá trình đầu tư và di trú EB5 của mình, thì các anh chị cũng biết là đầu tư EB5 không phải là một giao dịch đầu tư thông thường mà nó còn có yếu tố di trú đi kèm. Và trên thực tế thì yếu tố an toàn về mặt di trú cần phải được đặt ưu tiên lên hàng đầu. Và sau đó thì sẽ là yếu tố an toàn về mặt đầu tư. Trung tâm vùng sẽ là cái đơn vị mà thẩm định và cơ cấu dự án EB5. Trung tâm vùng cũng sẽ là đơn vị mà lựa chọn chủ đầu tư, tiến hành quá trình thẩm định dự án sao cho phù hợp và tuân thủ mọi quy định về di trú của Sở Di trú Hoa Kỳ. Và trong suốt cái quá trình di trú của các anh chị thì trung tâm vùng sẽ có vai trò giám sát dự án, giám sát bên vay, theo sát các chính sách của Sở Di trú Hoa Kỳ để có thể bảo vệ lợi ích tốt nhất về mặt di trú và đầu tư của các nhà đầu tư. Chính vì cái vai trò của trung tâm vùng như thế cho nên là việc thành công của một dự án EB5 cũng như là sự thành công của các nhà đầu tư EB5 sẽ phụ thuộc rất lớn vào kinh nghiệm và năng lực của trung tâm vùng. Chính vì thế nên là khi tìm hiểu về chương trình thì việc đầu tiên các anh chị đầu tư nên làm đó là lựa chọn dự án, không phải là mình lựa chọn dự án trước, mà hướng đi đúng đắn nhất là mình tìm hiểu và lựa chọn trung tâm vùng trước. Sau đó thì các nhà đầu tư sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn hoặc là luật sư để có thể hỗ trợ thủ tục chứng minh nguồn tiền đầu tư. Hiện tại thì có tới gần 1.000 trung tâm vùng trên thị trường, nhưng không phải là trung tâm vùng nào cũng có năng lực hoạt động hoặc là hoạt động tốt. Trung tâm vùng sẽ đi theo anh chị trong suốt một khoảng thời gian di trú rất là dài, ít nhất là 6 năm cho tới khi nhận được thẻ xanh 10 năm và nhận lại hoàn vốn. Cho nên là sẽ cần phải lựa chọn một trung tâm vùng lâu đời, thành công, giàu kinh nghiệm, có uy tín, năng lực và trách nhiệm để có thể đồng hành với anh chị trong suốt cái quá trình di trú dài tối thiểu 6 năm của mình. Dạ. Lucy ơi, em đang on mute.
Xin lỗi. Dạ, cảm ơn chị Huyền về cái phần trả lời rất là chi tiết về chương trình EB5. Và em cũng nghĩ là nhiều anh chị khi mà ví dụ như mình làm EB5 trước đây lâu rồi thì mình cũng quên đi những cái định nghĩa về chương trình EB5. Hoặc là những anh chị mới tìm hiểu thì đây cũng là cái cơ hội mình tìm hiểu một cái chương trình định cư của Hoa Kỳ. Em có nhận được một câu hỏi của các anh chị. Trường học bên Houston có chế độ nào cho trẻ mới nhập cư để trẻ em bước đầu làm quen và hòa nhập với hệ thống giáo dục bên đó không chị? Thì câu hỏi này không biết chị Trang có thể hỗ trợ em trả lời cho khách được không ạ? Dạ, rất vui lòng sẽ trả lời câu hỏi này. Như phần chia sẻ lúc đầu đó thì mình cũng đã nói về các cái dịch vụ mà miễn phí học sinh được nhận khi tới Mỹ. Thì các chương trình giáo dục ngoài chương trình giáo dục đặc biệt, chương trình chuyên, thì đây là luật của liên bang, nên là bất kể là các quý vị mà đến một tiểu bang nào đó thì cái chương trình hỗ trợ cho học sinh gọi là ELL ESOL, tức là cái học sinh có ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, là đều được trong cái diện được cung cấp dịch vụ. Thì cái mô hình làm như thế nào thì sẽ khác biệt ở từng tiểu bang, nhưng mà tóm lại là tất cả các học sinh mới sang khi mà ngôn ngữ tiếng Anh học thuật chưa đủ để vào cái luồng học chính thì là sẽ nhận được sự hỗ trợ, thường là 50 phút, 45 đến 50 phút mỗi ngày do một giáo viên có chuyên môn để hỗ trợ các học sinh ở cái mức độ như vậy. Thì tất cả học sinh tới sẽ được thi để xác định xem là trình độ học thuật ở bậc như thế nào. Giả sử như một học sinh lớp 6 qua nhưng mà trình độ đọc hiểu tiếng Anh ở bậc lớp 3 chẳng hạn, thì sẽ có những cái chương trình phù hợp, thường là giao bài tập trên các cái chương trình học ngôn ngữ, thường là online hoặc là có giáo viên hỗ trợ bài thêm. Học sinh đó vẫn học ở cái chương trình chính nhưng mà không bị thi hoặc là phải làm cái khối lượng bài tập so với học sinh bản địa ở cái chương trình đó, mà đồng thời ngoài việc học ở lớp chính để không bị lỡ những cái, tức là họ không muốn học sinh vào mà cứ lúc nào cũng bị đuổi theo sau, thì là sẽ vẫn vào trong cái luồng chính cộng thêm với khoảng 45-50 phút mỗi ngày để hỗ trợ cái ngôn ngữ để theo kịp, để đuổi kịp với các bạn. Thì cái hình thức và mô hình này again là hoàn toàn miễn phí cho học sinh, và nếu mà phụ huynh không biết hoặc là chưa được đề nghị hoặc là offer, họ liên hệ với mình với những cái dịch vụ như thế này, thì các phụ huynh cũng nên biết đó là quyền lợi của mình đối với người ở đây, và hoàn toàn không cần phải là có quốc tịch, chỉ cần là học sinh vào trong một hệ thống trường công thì cái đó là cái quyền lợi của các em học sinh được luật pháp của liên bang bảo vệ, nên là mình có quyền đòi hỏi cái dịch vụ như thế để cho con được hỗ trợ thêm. Em xin cảm ơn chị Trang và câu trả lời về cái phần các cái dịch vụ hỗ trợ, các chương trình hỗ trợ cho các em học sinh khi các em mới bắt đầu học bên Hoa Kỳ, bên Mỹ. Thì không biết là cái câu trả lời này đối với anh chị có hài lòng hay không. Nếu không thì em có cái khung chat box ở phía dưới Q&A, thì anh chị có thể đánh vào trong đó là có thêm những cái câu hỏi nào đó mà anh chị cần tụi diễn giả hỗ trợ thêm. Em nhận được câu hỏi tiếp theo ấy. Ban nãy chị Huyền có nói là những dự án về logistics kho vận phát triển mạnh tại Hoa Kỳ mà hiện nay lại là đang là trong thời kỳ dịch bệnh thì chị có thể cho biết tại sao không ạ? Cảm ơn anh chị đã gửi câu hỏi, và cảm ơn Lucy. Câu hỏi rất là thú vị. Như các anh chị cũng đã biết là dịch bệnh COVID hiện giờ đang dần dần tạo nên thói quen sinh hoạt và tiêu dùng mới, không chỉ của người dân Hoa Kỳ mà của tất cả mọi người trên thế giới hiện giờ. Thì nhu cầu mua hàng online tăng cao, dẫn đến việc là các tập đoàn thương mại điện tử lớn như là Amazon đang tăng trưởng rất là mạnh. Các tập đoàn bán lẻ thì đang dần chuyển sang và mở rộng cái lựa chọn mua hàng online của khách hàng.
Và điều này là dẫn đến việc là nhu cầu về cơ sở kho vận của các tập đoàn này tăng cao để có thể mà phát triển cái mạng lưới kho vận đáp ứng nhu cầu ship hàng nhanh và chính xác của khách hàng. Ví dụ như là Amazon chẳng hạn, các khách hàng yêu cầu là sẽ phải ship cho tôi overnight, là qua đêm, hôm trước hôm sau là đã phải đến rồi. Thì việc này đã khiến cho ngành bất động sản công nghiệp trở nên rất là sôi động, và đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện giờ. Và người ta dự báo là trong tương lai thì xu hướng này cũng sẽ tiếp tục kể cả sau khi dịch COVID đã đi qua. Và dạ vâng, chính vì thế cho nên là với cái tính chất, với cái loại hình dự án như là dự án CMB Group 78 của chúng tôi hiện giờ, thì là dự án xây dựng kho vận, cho nên là cũng đã mang lại cái sự an tâm cho các nhà đầu tư với cái tình hình thị trường hiện giờ, cũng như là đã. Vâng, xin cảm ơn ạ. Ok, em cảm ơn chị Huyền về cái phần trả lời cho khỏi vừa rồi. Chị Trang ơi, có một khách hỏi với em là cần chuẩn bị gì ở Việt Nam để có thể nhập học các trường bên đó. Anh nghe nói các trường yêu cầu hồ sơ sức khỏe của mấy đứa nhỏ, nếu không sẽ khám lại hết, rất là tốn kém. Câu hỏi cũng rất là thú vị và thiết thực. Cái đó đúng là một điểm mà hầu hết các trường có yêu cầu. Hồ sơ sức khỏe thì cũng không có gì to tát, mà cái chính là cho cái mối quan tâm về sức khỏe của cộng đồng nữa, nên là điểm quan trọng là việc phải các con phải có cái hồ sơ tiêm chủng từ lúc nhỏ, chứ cũng không có gì là phức tạp. Nếu mà các bé sinh ra từ Việt Nam mà có cái lịch sử tiêm chủng của tất cả các cái mũi tiêm từ nhỏ, thì có thể đến các bệnh viện quốc tế từ Việt Nam rồi lấy xác nhận, hoặc là họ có một cái bảng quy chuẩn quốc tế đó, thì là tiêm bạch hầu, uốn ván gì đó, thì là cái lịch sử của các con đã tiêm rồi. Thì cái đó là một cái yêu cầu rất là quan trọng để nhập học ở bên Mỹ. Thế còn không ngoài ra cũng không cần cái hồ sơ sức khỏe gì khác nữa cả. Thế còn thì cũng đúng, tức là chi phí nếu mà sang mà chưa có bảo hiểm cho gia đình, thì cái chi phí tiền túi, chi phí tư nhân thì là tương đối cao. Thế nhưng mà mọi cái dịch vụ như thế, nếu mà khi sang thì cái việc sức khỏe của con, của trẻ con vẫn là tối quan trọng, nên là đôi khi mình có thể đến cái trung tâm sức khỏe của cộng đồng, chẳng hạn nếu mà giả sử con có thiếu một mũi tiêm nào đó mà nhà trường yêu cầu, thì các anh chị không nên đến các cái phòng khám tư nhân chẳng hạn của bác sĩ, mà thường có cái public health center, tức là cái trung tâm sức khỏe cộng đồng, thì những mũi tiêm này đôi khi là còn được miễn phí. Thì những cái đó khi nào tới nơi mà cần thiếu cái mà cần hoặc thiếu cái gì, thì đó là những cái bước đầu tiên và địa điểm mà nên tìm hiểu đầu tiên. Còn nếu mà việc chuẩn bị thì Việt Nam thì tốt nhất là nên có cái hồ sơ tiêm chủng cho con. Và những cái việc này thì mình biết là các bệnh viện quốc tế là đều có những cái mẫu như thế rất là rõ ràng, và tất cả các trường bên này thì đều công nhận. Có một cái bí mật nữa là trong nhà trường thường là những người mới biết, nếu mà tất cả mọi thứ đều là quá khó khăn hoặc là không thể chuẩn bị được ngay hồ sơ tiêm chủng cho con ngay lập tức, thì có một cái để gọi hơi là như là lách luật, thì là gia đình có thể nói là cái việc cung cấp hoặc là việc nhận hồ sơ nhận cái mũi tiêm chủng như thế là trái ngược với tâm lý và niềm tin hoặc là tín ngưỡng của gia đình. Thì cái đó cũng là theo luật, là nhà trường không thể bắt mình hoặc là bắt ép mình. Thì là đến điểm này thì các cái bậc phụ huynh là đã thấy rõ, tức là luật pháp nói là trẻ em là được phép học tập một cách miễn phí hoàn toàn, tức là nhà trường thì không có quyền để từ chối một học sinh nào. Và nếu mà lại cả theo cái luật tôn trọng tín ngưỡng nữa, mình không khuyên là gia đình nên làm, nhưng mà nếu mà đến cái mức cuối cùng không thể có được hồ sơ và giấy tờ cho con cần thiết mà vẫn muốn cho con đi nhập học, thì cái đó cũng là một cái bí mật, là cái cách cuối mình cũng có thể nói như vậy, tức là trái với tín ngưỡng của chúng tôi nên là chúng tôi không làm như thế, thì họ cũng sẽ vẫn phải cho phép con mình nhập học đúng thời gian.
hy vọng cái tất cả mọi chia sẻ này là sẽ giúp gia đình để yên tâm hơn một chút về về cái việc giấy tờ rồi hồ sơ sức khỏe cho bé trước khi nhập học. À, xin cảm ơn chị Trang là thông tin rất là hữu ích ạ. À. Nhiều em phải công nhận là rất là nhiều anh chị ở đây sẽ cần cái thông tin này ạ. À. Có một câu nữa em muốn hỏi chị đó là khác biệt của các trường ở các bang như thế nào? Chị unmute. Đây rồi. Thì mọi người có lẽ là cũng tìm hiểu rồi, nước Mỹ rất là lớn, gần mấy chục lần Việt Nam, nên là mỗi một tiểu bang như là một đất nước khác nhau luôn rồi á, thì là cái mô hình học tập giáo dục rất là khác nhau, nhưng mà hầu hết là tiểu bang nhưng mà lại cũng đều được có những cái luật chung là của liên bang, thế nên là cái sự khác nhau thì là chỉ về tín ngưỡng và văn hóa của từng vùng miền Nam, thì nói thẳng là có nhiều da màu hơn chẳng hạn, thì đôi khi là trường nó ồn ào hơn và văn hóa một cách nó cũng xô bồ hơn, đấy là một cách nói chung. Thế còn tùy theo từng vùng trong một tiểu bang như gia đình ở từng khu nào thì cũng lại khác nhau, như mình nói có thể một khu có đến 80% là người châu Á, có nhiều là người da màu, người da trắng chẳng hạn. Nhưng mà tóm lại thì tất cả là hệ thống giáo dục công đều miễn phí ở tất cả mọi tiểu bang. Các con có quyền đi học từ lúc 5 tuổi là vào là bậc tiểu học, từ 5 tuổi đến lớp 4 hoặc lớp 5. Cấp 2 thường từ lớp 5 hoặc lớp 6 đến lớp 8 hoặc lớp 9. Sau đó thì lên đến cấp 3. Tất cả các trường đều có những cái quy định chung về những cái nội dung gì mà học sinh cần học. Đôi khi họ không học theo sách giáo khoa mà họ học theo những cái chuẩn giáo dục. Tức là tất cả học sinh ở mọi tiểu bang hết lớp 1 thì cần phải biết các số từ 1 đến 100 chẳng hạn. Thì không kể cái bộ sách giáo khoa ở tiểu bang nào học ở đâu. Kể cả các con từ một tiểu bang California sau đó chuyển sang Boston chẳng hạn, thì theo cái chuẩn giáo dục đó nó cũng sẽ không phân biệt quá nhiều. Hầu hết tất cả các tiểu bang giáo viên đều phải có theo một cái quy chuẩn nhất định, phải có giấy phép hành nghề thì mới được dạy dỗ các con chẳng hạn. Mà khi các con từ một nơi chuyển sang các nơi khác thì cái hồ sơ giáo dục của các con như kiểu học bạ đó thì là đều được lưu trên học bạ điện tử, nên là những cái vấn đề đó là sẽ theo với các con theo cái một cái hành trình chung. Còn nếu mà từ Việt Nam sang mà phải chuyển lớp, giả sử như đang học lớp 5 mà sang đây thì họ sẽ tính theo độ tuổi. Nếu mà các con sinh sau tháng 9 thì có thể là ở Việt Nam học lớp 5 rồi qua đây sẽ phải học lại lớp 5, tại vì họ không tính theo năm như vậy. Và họ sẽ cho con thi kiểm tra xếp lớp xem là nếu mà học vượt trội thì gia đình có quyền lựa chọn xem các con có muốn skip lớp hay không. Giả sử như con mình đang ở tuổi học lớp 7 nhưng mà thi được, tức là học cái trình độ toán họ cho phép con học nhảy cấp lên cấp 10 chẳng hạn, thì khi con học đến cấp 3 các con sẽ có quyền lựa chọn thêm để học các cái lớp có tín chỉ của đại học để xếp thời để tiết kiệm thời gian và cả chi phí cho đại học sau này, nên là có rất là nhiều sự lựa chọn và linh hoạt trong cái vấn đề học và các cái bậc học như vậy. Cảm ơn chị Trang, khá là chi tiết ạ. Em mới vừa thấy câu hỏi của vị thính giả hỏi về thông tin cho chị Huyền. Câu hỏi là tại sao chị nói group 78 là dự án tốt nhất trên thị trường EB5 bây giờ? Dạ vâng, xin cảm ơn anh chị đã đặt câu hỏi cho Huyền và cảm ơn Lucy. Thì Huyền xin trả lời câu hỏi của anh chị ạ. Thì như anh chị cũng biết là sau khi mà số tiền đầu tư tối thiểu tăng lên mức 900.000 với các quy định chặt chẽ hơn về vùng việc làm mục tiêu, và lại cùng với những cái khó khăn trên toàn thế giới hiện giờ mà do dịch Covid hiện tại gây ra, thì có rất là ít các trung tâm vùng mà có dự án thỏa mãn cái quy định mới của Sở Di trú Hoa Kỳ và đủ năng lực để có thể thực hiện dự án mới. Thì CMB là một trong những trung tâm vùng mà hiện tại có hai dự án, và dự án Group 78 hiện tại của CMB thì đã có những cái yếu tố mà
và những cái yếu tố và những cái điểm mạnh của một cái dự án EB5 thành công. Thì Huyền xin được tóm tắt một lại với các anh chị một vài những cái điểm mạnh của dự án Group 78. Xin phép là được chia sẻ màn hình. Lucy ơi, em có thể nhìn giúp chị xem là màn hình của chị đã được chia sẻ chưa? À, chị ơi, nó ở trang cuối đấy, nó đang bị vấn đề đây, chị phải bấm lại 2-3 trang ấy. Dạ vâng, với dự án Group 78 thì dự án CMB Group 78 là sở hữu một vài những cái yếu tố mà quyết định tới cái sự thành công của dự án. Thứ nhất đó là trung tâm vùng. Thì trung tâm vùng CMB như Huyền cũng đã chia sẻ với các anh chị thì là một trong những trung tâm vùng lâu đời và có nhiều kinh nghiệm nhất trong cái lĩnh vực EB5 hiện giờ. Với từ những cái ngày đầu khi mà chương trình EB5 này mới được thành lập cho tới hiện giờ thì tất cả những cái dự án EB5 mà CMB đã thực hiện thì đều được tuân thủ cái quy định, cái quy trình thẩm định rất là kỹ càng theo đúng cái cơ cấu thành công mà đã được minh chứng ở 30 dự án mà CMB đã thực hiện cùng với chủ đầu tư Hero. Cái yếu tố thứ hai rất là quan trọng trong cái thành công của dự án đó là chủ đầu tư. Thì chủ đầu tư của dự án này là Hayward, là tập đoàn nằm trong top 10 chủ đầu tư hàng đầu tại Hoa Kỳ với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và phát triển các dự án kho vận. Và đặc biệt là CMB và Hayward đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững. Và tính đến nay thì chúng tôi, CMB đã thực hiện thành công với chủ đầu tư Hayward là 31 dự án. Cái yếu tố thứ ba đó là yếu tố về mặt di trú. Dự án thỏa mãn điều kiện về mặt di trú của Sở Di trú Hoa Kỳ, nằm trong vùng việc làm mục tiêu. Và cái điều kiện tiếp theo là điều kiện về mặt việc làm. Thì dự án này dự kiến sẽ tạo ra hơn 1.300 việc làm và đủ và thừa cho tất cả các nhà đầu tư. Về vị trí của dự án cũng là yếu tố rất là quan trọng đối với một dự án bất động sản. Như các anh chị cũng biết, thì dự án Group 48 này có hai tiểu dự án đều nằm trong khu công nghiệp phát triển, có vị trí chiến lược gần cảng, gần đường cao tốc, gần sân bay, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa cũng như là nằm trong cái khu vực mà có nhu cầu về kho vận và logistics tăng cao. Và có một cái điểm mạnh cần lưu ý nữa, đó là dự án đã có đầu ra, đã ký hợp đồng thuê dài hạn 10 năm và 20 năm cho hai cái cơ sở kho vận này với hai tập đoàn thương mại điện tử bán lẻ hàng đầu của Hoa Kỳ. Và về loại hình dự án thì các anh chị cũng biết là trong cái điều kiện hiện giờ thì dự án xây kho vận có lợi thế hơn so với các loại hình dự án khác như là căn hộ và khách sạn. Hiện đang bị ảnh hưởng rất nhiều do dịch COVID. Và loại hình xây dựng kho, đặc biệt là nhu cầu tăng lên trong cái giai đoạn COVID hiện giờ đã tăng, nhu cầu tăng rất là cao từ các tập đoàn bán lẻ, thương mại điện tử. Thì Huyền xin tóm tắt lại để cho các anh chị có cái nhìn tổng quan về một số những cái điểm cần lưu ý về dự án Group 78. Và đây thực sự là những cái yếu tố sẽ tạo nên thành công cho dự án EB5 này. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn chị Huyền. Thưa các anh chị, ngày hôm nay thì chúng tôi là cố gắng trình bày một cái lộ trình mà anh chị có thể dễ hình dung là khi một cá nhân sang đến Hoa Kỳ thì họ sẽ tìm
và sau đó là công việc và các cái yếu tố về chương trình EB5 thì nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cái quyết định về di trú của họ. Tất cả các cái nội dung mà diễn giả để trình bày với anh chị ngày hôm nay thì anh chị thấy là lợi ích lớn nhất đó chính là cái hệ thống giáo dục công miễn phí của Hoa Kỳ, và đặc biệt là họ có rất là nhiều chính sách hỗ trợ và tập trung cho một cá nhân để cá nhân đó có thể phát triển hoàn thiện nhất. Em vừa mới thấy dạ có một anh chị mới vừa gửi cho em một câu hỏi nữa, nhưng mà câu hỏi này không biết là em có thể nhờ hai diễn giả còn lại trả lời không, tại vì câu hỏi này có thể là cho Miss Phượng. Cần chuẩn bị gì cho con khi mà đang học lớp 7 ở Việt Nam rồi sang học lớp 12 rồi sang Mỹ, đang học lớp 7 ở Việt Nam, đang học đến lớp 12 ở Việt Nam và sau đó sang Mỹ học tiếp vào Đại học Mỹ để bắt kịp trình độ của sinh viên bản xứ. Có cần thiết cần bắt đầu từ lớp 10 phải sang Mỹ học trước để dễ dàng học lên Đại học Mỹ hay không? Ban nãy chị Phượng có mention là thông tin về cái gap year, tuy nhiên thì không biết là chị Trang có thể hỗ trợ về câu hỏi này hay không ạ? Nếu không thì em sẽ... Cái này thì mình cũng có thể giúp được, tại vì chính bản thân mình cũng sang đã qua Australia học một năm, sau đó thì sang tiếp Mỹ để finish high school, tức là năm cuối high school là của cấp 3 là mình cũng đã học ở Mỹ. Thì các bạn cũng thấy tức là không học ở Việt Nam lớp 9, lớp 10 này, sau đó thì lại đi lang thang một thời gian rồi sang để học nối tiếp ở Mỹ đại học luôn. Thì tùy khả năng của con, cái quan trọng nhất bây giờ cũng lại là trình độ tiếng Anh là đã ở đâu. Thì như Phượng mentioned, đã nói trước đây á, thì là để tại vì con không tốt nghiệp cấp 3 ở Mỹ, như mình cũng đề cập, tức là để tốt nghiệp cấp 3 ở Mỹ con cần phải 24-30 tín chỉ, và thường là mất 2-3-4 năm thì mới có khả năng để tốt nghiệp như vậy, tại vì nó tốn thời gian. Thế nên là nếu mà con đã hết lớp 12 rồi thì cái quan trọng là cần phải có một vài những cái điểm tiếng Anh, TOEFL hoặc IELTS, thì khi đó thì trường đại học Mỹ mới nhận. Không phải trường nào cũng yêu cầu như vậy, nhưng mà con cần phải có cái trình độ tiếng Anh cơ bản rồi thì mới tiếng Anh học thuật thì mới có thể để theo học tiếp được cái cấp 3, cái đại học. Cái đó là tối thiểu thôi, là cho chính bản thân con, chứ không phải nói về chuyện nhập học hay là các cái tiêu chuẩn, tiêu chí nào. Còn cũng không nhất thiết là con phải qua Mỹ học trường trước từ cấp 3 thì mới có khả năng để theo đại học ở Mỹ. Còn theo như cái lộ trình như vậy thì quan trọng là phải cần chuẩn bị có điểm chuẩn tiếng Anh, IELTS hoặc TOEFL. Cái đó là thực ra ôn luyện ở Việt Nam là còn có hiệu quả hơn. Tại bên đây thì cũng không có nhiều lò luyện hay là các trung tâm mà có nhiều kinh nghiệm như ở Việt Nam. Cái đó là điều hiện trạng ở đây. Còn khi con học hết lớp 12 từ Việt Nam sang đến đại học thì như Phượng cũng nói có thể gap year, tức là sau cấp 3 thì không nhất thiết là phải vào đại học ngay, con có thể dùng một năm đó để quen hơn với hệ thống trường và môi trường và văn hóa ở đây, thì cái đó là hoàn toàn rất là bình thường, chứ không có nghĩa là con bị chậm một năm hay gì thế nào. Đôi khi một năm chậm lại thì sẽ làm cho nó nhanh hơn so với việc là con phải làm quen với tất cả mọi thứ khi mà vào trường đại học. Thế còn tùy theo gia đình, nếu mà con rất là muốn sang đây học cấp 3 thì cái đấy cũng là hoàn toàn rất là bình thường, rất là khuyến khích, nhưng mà cũng không nhất thiết là phải sang thì con mới có thể theo kịp được vào chương trình đại học. Ok chị Trang, em xin cảm ơn phần trả lời. Em thấy anh Tuấn anh cũng xin cảm ơn chị Tracy về cái phần trả lời khá là chi tiết. Không biết là các anh chị còn câu hỏi nào nữa không, đối với bên em, để em xem có sót câu hỏi nào của khách hàng hay không. Lucy có câu hỏi trong phần chat. Rating. Câu hỏi này chị Phượng nói là sẽ gửi cho em một cái danh sách ấy. Em xin trả lời cái phần này để anh
Anh Hùng ơi, em sẽ gửi cho anh một cái phần trả lời của câu hỏi này từ Miss Phượng ấy ạ. Cổ làm một cái phần trả lời riêng, tuy nhiên mà sẽ gửi cho anh cái danh sách đó để anh có thể tham khảo sao. Chị Tracy, chị có idea gì về cái phần câu hỏi này không ạ? Rating từ 1 tới 10 của các trường ở Mỹ thể hiện trường đó dạy tốt hay thể hiện điều gì ạ? Phần này cái list của Phượng thì có lẽ là phần rating của trường đại học. Còn ý của anh Hùng này có lẽ là đang hỏi về cái rating từ 1 đến 10 của trường hệ thống công chẳng hạn. Thì như cả chị Huyền và Lucy không biết có học đại học ở đây không, thì cũng biết là cái rating của đại học á, thì nó tùy theo từng khoa. Có thể Harvard là lúc nào cũng nghe tiếng rất là tốt, nhưng mà đôi khi có những khoa lại cũng không nổi tiếng, và những cái trường nhỏ ở địa phương. Thì cái đó lại phải tùy theo cái quan tâm của mình và cái mục đích của mình là đến đâu, chứ không có nhất thiết là phải vào những cái trường thật lớn. Còn nếu mà rating đang nói về hệ thống trường công ở đây, như cái danh sách mà mình vừa mới có cả phần chia sẻ là có phần tìm hiểu xem cái rating của trường ở từng khu vực như thế nào. Thì cái phần này nó cũng chỉ là tương đối thôi. Như mình nói là ở mỗi một khu vực thì cái môi trường của trường rồi chất lượng giáo viên, nhiều khi vào đến trường tất cả mọi rating đều là 10 chẳng hạn, thế nhưng mà có cảm giác như là nhà tù ấy, tức là học sinh không có quyền tự do nhiều, học mỗi ngày đến trường không là một ngày vui chẳng hạn, thì là bị rèn luyện nhiều quá để các cái điểm chuẩn của trường rất là cao, thế nhưng mà môi trường học tập không được thoải mái. Thì những cái này con số không phải là tất cả, tùy theo từng nơi đến, phụ huynh có thể yêu cầu đến thăm trường. Cái đó cũng rất là bình thường, cũng như ở Việt Nam vậy thôi. Trước khi quyết định mua nhà ở đâu chẳng hạn, mình sẽ tìm để lấy một cái danh sách một vài trường. Tất nhiên là nếu mà cái rating dưới 5 thì thường là không nên, tại vì mọi thứ đều thường là không tốt. Thế nhưng mà quyết định giữa việc một cái rating ở trường 6 đến 10 chẳng hạn, thì đôi khi cái trường có rating được đánh giá chỉ là 7 điểm thôi chẳng hạn, có khi cũng thể có sẽ có khả năng là còn tốt hơn cái trường rating là 10 chẳng hạn. Những cái rating này bao gồm những cái gì? Cái đánh giá của trường thường là đến 50% là họ nhìn về cái điểm số trung bình của học sinh ở trường đấy, khi mà học sinh thi các cái cuộc thi của tiểu bang như kiểu thi tốt nghiệp ở Việt Nam chẳng hạn, thì cái điểm đó là rất là quan trọng. Sau đó thì nếu mà ở trường cấp 3 thì họ đánh giá cái số lượng các cái lớp AP, tức là các cái lớp nâng cao mà lấy tín chỉ đại học chẳng hạn. Thì đôi khi nhiều trường bắt ép học sinh là phải đăng ký rất là nhiều như thế để cho cái rating của họ cao lên, thì họ có cái report, có cái thông báo là trường này đến 60% học sinh là lấy các cái lớp AP. Như giả sử như con mình không có cái mục tiêu đi vào các trường đại học hàng đầu mà chỉ muốn đi học nghề hoặc là các cái trường ở địa phương, thì không nhất thiết phải lấy AP class, thì rất là căng thẳng. Đôi khi là như vậy. Tóm lại, con số không phải là tất cả. Nếu mà trong cái khu vực từ 6 đến 10 thì đó, phụ huynh chọn một vài trường, yêu cầu đến được thăm trường rồi xem có cái cảm giác con có hạnh phúc, có vui vẻ ở cái trường đó hay không rồi quyết định. Thì đó cũng là một cái điểm cần lưu ý. Em hy vọng cái câu trả lời này giúp giải thích hơn một số cái điểm mà anh vừa thắc mắc. Dạ, thì em không biết anh Hùng đã ok với phần trả lời chưa, còn nếu chưa thì anh có thể rep qua khung chat. Em còn một, dạ cảm ơn anh ạ. Em còn một câu hỏi nữa của anh chị khách hàng. Anh hỏi là nếu không có điều kiện học ở các bậc cao, ví dụ như đại học hoặc cao đẳng, thì mình có thể tham gia học trường nghề, ví dụ như dạng Nam hay không? Cái này thì em cũng lại có thể trả lời được, tại vì là em làm việc với học sinh cấp 3 rất là nhiều. Như từ lúc đầu á, thì là đã nói là kể cả từ cấp 2 là đã có sự phân luồng ở các trường MAC này, tức là trường chuyên. Nếu mà các con muốn theo cái chương trình ngành STEM thì có thể vào các chương trình mà chú trọng về toán và các cái môn khoa học, hoặc là có cả những cái trường năng khiếu, thì lại cũng phải tùy thuộc vào xem vùng mình chọn sẽ ở đâu, thì có những cái chương trình khác nhau. Còn hoàn toàn có rất là nhiều chương trình học nghề, đến cấp 3 là có những cái chương trình như vậy. Học sinh cấp 3 của em
cũng có những người cũng có học sinh đi vào lớp học để nấu ăn, tức là cái chi phí để học nghề đã hoàn toàn miễn phí từ trong cấp 3, tại vì nó cũng vẫn bao gồm trong bậc học phổ thông, hoặc là đi sửa ô tô về ngành cơ khí hoặc là ngành hàn. Những cái đó là cũng có những cái lớp cơ bản, tức là ít nhất sau khi tốt nghiệp cấp 3 là có bằng nghề 2 năm, cũng tương đương như kiểu học nghề trung cấp chẳng hạn, thì là đủ khả năng cho học sinh tốt nghiệp cấp 3 xong có bằng tốt nghiệp cấp 3 và có bằng trung cấp nghề như vậy. Thì again lại cũng tùy từng tiểu bang và tùy từng địa phương xem có những ngành nghề nào là có sẵn cho học sinh, nhưng mà thường là tất cả các trường cấp 3 công là có những cái chương trình như vậy. Hoặc là học cosmetic, tức là làm về trang điểm, hoặc là làm tóc móng, là đều có những cái chương trình như thế đó, built in, là có sẵn trong bậc học phổ thông của cấp 3. Em cảm ơn chị Trang. Em nghĩ các câu hỏi các khán giả hỏi thì các diễn giả cũng trả lời hết rồi, đúng không ạ? Thì em xin chia sẻ thêm một chút là về cái series mà Simi đang làm, Coming to America. Thì nó là một cái series nên là Simi sẽ làm theo dạng là từng chủ đề. Nếu mà anh chị nhớ trước cái chủ đề education thì Simi có cái tax system, US tax system, thì bác Kai có trình bày về các cái hệ thống thuế của Hoa Kỳ, có mời CPA của Hoa Kỳ về để giải thích sơ lược về các cái cách nộp thuế khi mà nhà đầu tư sang đến Mỹ, thì họ thắc mắc là các thu nhập sẽ khai báo như thế nào. Lần này là bên em có mời các chuyên gia của APUS để chia sẻ về phần giáo dục.